xin chào cả nhà. Hôm nay lên lại cho các chị cái mẫu áo cấp tân cổ nữ hoàng nha cả nhà ơi. Cái quần này về 1, 2, 3 chào cả nhà. Cả nhà vào rồi chia sẻ tương tác giúp em nha cả nhà ơi. Chưa có tiền án. Cả nhà tương tác lên giúp em nha cả nhà ơi. Áo này màu bơ size 60kg, bơ 3 em hết trơn rồi chế ơi. 60kg cho em chiều cao đi chị. Chị cho giùm em cái chiều cao nha. Chào chị Linh Như Ý, chào chị Cẩm Lo. Chị tương tác giúp em đi chị, đẹp em xử lý cái đó. Hello chị Nguyễn Hà, chào mấy chị đẹp nha. Bộ đó là áo đang mặc nha chị, áo đang áo thì 75, quần dịu mặc là quần giả váy 80 à. Dạ thun nha mấy chế, áo là thun lỗ, quần là chất thun lai dông. Áo em đang mặc là chất thun lỗ, đẹp lắm cả nhà. Thun lỗ co giãn 4 chiều và cái độ dày của nó là vừa phải ha. Không dày quá mà cũng không mỏng quá quá. Cái chị mặc rất là mát và rất đẹp luôn. Chị nào mà chưa có mặc cái chất thun lỗ ở bên em thì cái chị mặc thử đi chị. Còn quần em đang mặc là quần giả váy nha.
quần giả váy chất thun lai dông. Chị nào mà thích mặc quần giả váy giống như em á thì cái chị chốt ha, mấy cái này cái chị mang nhấc cao lên nhìn đẹp lắm. Cái này cái chị quần này là em thường là em may để cái chị mặc với áo dài, với áo dài nha cái chị đẹp nhà em. Nhưng mà cái chị có thể là chị nào mà thích màu đen tí xíu á, mà thích mặc với áo bà ba, à, cái chị có thể mặc với áo bà ba hoặc là cái chị mặc với áo cấp tân như em đang mặc vậy là nó cũng rất là đẹp nha cả nhà. Đơn của Thảo Thanh, đơn của Thảo Thanh dặn đi đơn hai đơn một lượt à. Xong rồi á, bây giờ nói á, không có cái nào mặc vừa được cho anh à, em kêu chị đi, sao chị kêu em đi rồi, kêu đi đơn luôn à, em chào 44 chị đang xem like tương tác lên mấy chị ơi. Thêm xíu nữa đi em, thêm xíu nữa đi rồi à, em cho nó nhập lên tí xíu rồi em nấu, em để lỡ lửa nhỏ nhỏ. Đầu lai cứ lên áo nha chị, áo áo cách tân tay loe cổ nữ hoàng nha, 75.000 một áo. Hello chị Châu Nguyễn, chào mấy chị đẹp nha. Em chào chị Linh Như Ý, Linh Như Lý. Chào chị Thu Mai, hello mấy chị. Chào chị Đỗ Lên, hello chị đẹp. Buổi trưa vui vẻ nha mấy chị ơi. Em chào chị Trúc Mai ạ. À. Em thấy mấy chị nghe mấy chị vô rồi tương tác lên mấy chị ơi. Tương tác em thấy em chào mấy chị nha. Cái đơn gửi sao á chị Hương, chị nhận. Cái đơn mà hôm bữa Hoàng về một lần rồi gửi lại một lần nữa đó, nhớ không? Không nhận. Nhận luôn ạ. Dạ áo 75.000 cái chế không vỏ, 75.000 một áo à. Áo dịu mặc là hiện tại tụi em đang mặc mã hoa. Mã hoa nha, tụi em còn từ size 1 đến size 5, hết size 6. Alo nhà Diệu Nghi hả? Alo, mình có đơn hàng gì gọi cho khách Trịnh Duyên Ngọc á, khách cũng hỏi không phải. Là sao anh? Mình có một đơn hàng gửi cái mã đơn là 165. Cái đơn đó anh gọi cho khách, khách nói không phải tên đó hay là khách nói không phải đồ của khách? Không phải tên. Không phải tên đó, rồi lên trạng thái thì em kiểm tra số điện thoại lại nha. Sorry mấy chị nha, mấy chị ơi em giải quyết cái đơn hàng cái. Rồi, chốt đơn cả nhà ơi, áo em đang mặc là mã hoa nha các chị. Áo em đang mặc là mã hoa, 75.000 một áo. Quần em đang mặc là quần giả váy, các chị thích mặc quần giả váy thì các chị mặc nha, còn không thì các chị mặc với quần đen ống rộng giúp em. Cái này là ống rộng nha. Ống rộng thì em chỉ có màu đen thôi ạ.
còn cái còn cái quần ống rộng mấy cái hôm bữa đó chị Điệp em xuống luôn đi, cái nào khó được khỏi bán luôn chị. Rồi là cái chị mặc với quần đen ống rộng, quần đen ống rộng em đang mặc thì 70.000 một quần nha cả nhà. Mã em đang mặc là mã hoa. Mã hoa chớp phải rất là đẹp luôn, cổ nữ hoàng tai loe. Mặc lên là rất là thùy mị luôn nha cả nhà ơi, đẹp lắm. Áo giá 75.000. Rồi em đang mặc mã này, cái chị lên giúp em là mã hoa nha các chị. Mã này lên giúp giùm em là mã ngói đi cả nhà. Cái ngói này cái chị mặc lên trắng da lắm nè. Cái lô áo này rất là đẹp, cái chị đẹp nhà em tranh thủ mua đi. Cái vải nó đẹp, cái form nó cũng đẹp nữa. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã ngọc nha cả nhà, mã ngọc. Vải đẹp, form đẹp mà họa tiết nó cũng đẹp nữa cả nhà. Lên giúp em mã này là mã ngọc nha cả nhà, mã ngọc. Cái vải của nó, cái hoa văn của nó giống giống như là giữa cái mango vậy đó mấy chị, đẹp lắm. Nè cái này là mã vàng nè, mã vàng này các chị mặc với quần màu vàng rất là đẹp luôn nè. Quần màu vàng, màu đen gì cũng đẹp hết. Chốt giúp giùm em mã này là mã vàng nha các chị đẹp nhà em, mã vàng. Rồi mã bướm này em còn có một cái duy nhất. Còn có một cái duy nhất lên số 4 luôn, 60 65kg mặc vừa. Lên giúp giùm em mã này là mã bướm nha. Chốt em mã này là mã bướm. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã đẹp. Lên giúp giùm em mã này là mã đẹp nha cả nhà. Cả nhà tương tác lên giúp em nha các chị ơi. Tương tác lên giúp em với cả nhà. Lên giúp giùm em mã này là mã đẹp nha các chị, mã đẹp. Rồi lên giúp em mã này là mã cam. Chốt em mã cam này, hôm bữa chị nào chưa chốt được thì chốt nha các chị ơi. Cái lô này em còn ít nha. Lô này em còn ít. Rồi chốt em mã này mã bông nhí, đẹp size số 3 cho chị Thiên Long Vũ. Ok chứ Thiên Long Vũ. Lên với em mã này là mã nhí ngọc, nhí ngọc nha cả nhà, nhí ngọc. Rồi lên giúp em mã này là mã đỏ đỏ nâu, lên giúp em đỏ nâu nha, đỏ nâu. Rất là đẹp luôn nha cả nhà, em đang mặc là mã hoa cho em cái bơ luôn chị. Còn cái xe 5 thầy còn bốn cái này cùng. Nhí ngọc size 3 em chốt cho chế Thiên Long Vũ. Ok chế Thiên Long Vũ. Rồi bơ, bơ hôm bữa chị nào xả ra được một cái size 2 nè cả nhà. Bơ em còn được size 2 với size 5 à. Mấy cái khác em hết rồi. 24 chứ lộn. Bơ em còn được size 2 với size 4 cả nhà. Áo em đang mặc là mã hoa size số 3. Còn không chị đi. Mã 3 em chốt cho chị Sunny Mi. Chốt em mã này là mã bơ, cái bơ này đẹp lắm nè. Bơ này em còn size 2 với em còn được size 4. Bơ kèm size giúp em đi chị Tiền Nguyễn. Chị Tiền Nguyễn lấy bơ mấy à? Mã em đang mặc là mã hoa nha mấy chị ơi. Mã hoa. Bơ em còn được một cái size 2 với hai ba cái size 4 thì nữa là em hết rồi mấy chị. Cái bơ này hôm bữa có nhiều chị chốt cũng được lắm nè. Bơ 2 hôm bữa chị nào chốt chưa được chốt đi. Bơ 2 hôm bữa chốt trùng. Xong mấy chị chốt sau không có. Cuối cùng xả ra được cái. Bơ em còn được size số 2 và size số 4 nha. Mã hoa 55kg không em, 55kg mình cao bao nhiêu vậy chị ơi? 55kg cho em chiều cao đi chị Phước Trí. Bơ 2 em chốt cho chị Tiền Nguyễn là em hết bơ 2 nè. Rồi em còn được bơ 4 nha các chị ơi. Em còn được bơ 4. Em còn được bơ 4, các chị đẹp chốt giúp giùm em nha. Bơ 4. Bơ 4 là 60-62kg đến 65-68kg mặt dừa. Em chào chị Minh Thùy. Rồi cái này cái chị lên giúp giùm em là mã đỏ nâu. Bơ 2 em hết rồi chị Nguyễn Nhạc ơi. Còn có một cái một. Chốt em đỏ nâu nha cả nhà, đỏ nâu. Chốt em mã đỏ nâu nha cả nhà ơi, đỏ nâu. 1m50 mà 55kg là mình mặc size 3 như chị Phú Trí. Mã hoa size số 3 em còn đó, chị lấy thì lên giúp em là hoa 3. Về mà cái form áo 1m50 mà chị có mặc nó hơi dài tí xíu thì lên like tí xíu giùm em là mặc đẹp. Chị Điệp cho em cái quần đỏ đó đi chị Điệp. Dạ. Quần nào cái áo màu đỏ này các chị có thể là mặc với quần màu đen ha. Nếu mà các chị có quần màu đen nhiều rồi các chị muốn mặc với quần màu đỏ thì các chị chuyển sang quần màu đỏ mặc cũng rất là đẹp nè cả nhà. Mã hoa size 3 với size 4 cho chị Võ Hải. Ok chứ Võ Hải. Cái nào cũng được các chị. Còn 4, 5, 6 nữa chị. Hai,
này, ba xe ba, cái này xe này. Cái chị muốn lấy quần màu thì cái chị lấy nha. Quần đỏ này em còn từ xe 2, xe 3, xe 4, xe 5 rồi. 3, 2, 3, 5, 6 là chị hết 4 rồi. 2, 3, 4, 5, 6 quần màu đỏ này em còn nè mấy chị. Em còn được đủ size cho mấy chị này, chốt thì rất là đẹp luôn. Cái chị mặc nguyên bộ đỏ này nhìn nó sẽ đẹp nè. Tại vì mình mặc quần đen hoài á, chị nào mà thích trẻ trung hơn tí xíu thì các chị có thể là lấy quần màu cái chị mặc ha. Em chào chị Kim Đào. Áo em đang mặc là mã đỏ nâu cả nhà, đỏ nâu. Đỏ nâu hiện tại em còn được đủ còn 1 2 3 5 6. Em hết 4 nha, đỏ nâu. Áo nó hết 4. Chị coi coi size 6 cái nhẩm nào. 6 đây nè. Nè. Hỏi em size 6 ở đâu? Có hàng mà hỏi người lai. Chắc bị quýnh quá. Rồi để gần. Em chào chị Quảng Chí Thơ nha. Em chào chị. Rồi lên giúp em mã này là mã đẹp nè cả nhà. Ồ ô cái mã đẹp này là xuất sắc luôn nha. Lên giúp em là mã đẹp đi cả nhà, đẹp. Đẹp kèm size giúp em nha. Đẹp em còn từ size 1 đến size 6. Cái chị lên giúp giùm em là mã đẹp có 75 nghìn áo rồi các chị. Chất rất là đẹp luôn. Ờ, cái chị mặc bộ này là đi lễ đi chùa là ok luôn nha cả nhà. Đẹp lắm luôn á. Rồi bộ này tính ra rất là rẻ luôn. Mặc thoải mái nha chứ phải thun. Tính ra cái áo 70 có 145 ngàn hả. Vẫn rẻ hơn bộ đồ lam cái chị mang không. Mặc thoải mái hơn rất là nhiều. Lên giúp dùm em mã em đang mặc nha. Chốt giúp dùm em mã này là mã đẹp nha cả nhà. Mã đẹp, đẹp kèm size giúp em nha. Lên giúp em mã đẹp. Rồi lên giúp em mã này là mã cam cả nhà, mã cam. Nó cam cái chị mặc với quần đỏ cũng ok luôn, hoặc là mặc với quần đen đều ok nha. Cam em còn từ size 1 đến size 6 luôn, cái chị lên giúp em là mã cam. Tương tác lên giúp em đi cả nhà ơi, sao mà view nó không có lên nổi luôn á mấy chị. Sao view nó lên không nổi luôn á, nó bị cái gì rồi. Rồi lên giúp em mã em đang mặc là mã cam nha cả nhà. Cam, cam kèm size giúp em nha. Chốt em mã cam, không có thấy bình luận luôn. Ở trên cái máy kia thì thấy là chị Ngô Điệp bình luận nè, chị Nguyễn Hồng bình là Nguyễn Hằng nè, trong máy của em cái máy T-Bot không có thấy đâu luôn. Ok, cam 1 cho chị Ngô Điệp nè. Rồi em chào chị Thảo Ngọc. Rồi em đang mặc mã này, cái chị lên giúp giùm em là mã cam nha cả nhà. Chốt em mã cam nha. Chốt em mã này là mã bông, mã nhí ngọc nha cả nhà. Lên giúp em mã nhí ngọc. Chốt em nhí ngọc. Chị Thúy Hằng cho em xin cái chiều cao đi chị. Cam 55kg cho em chiều cao ạ. À. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí nha các chị ơi, nhí ngọc. Giúp em nhí ngọc. Em mặc cho 1 hả? Dạ. 1 2 1 2 3 6. Nhí ngọc em còn được 1 2 3 6. Nặng lửa nhỏ để cho nó rút nước. Ừ, đúng rồi. Rồi lên giúp em mã nhí ngọc nha cả nhà, nhí ngọc. Cái này các chị mặc với cái quần ngọc đẹp nè. Trời. Ừ. 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 Cái đó là do là để không có chất. Đó.
đụng cái là nó bị đổ xuống. Mình đã chưa chắc phải đó lại. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị ơi. Chốt em mã này là mã nhí ngọc nha, nhí ngọc. 1 2 3 6. Chốt em mã nhí ngọc nha các chị, nhí ngọc. Nhí ngọc em còn được 1 2 3 6 các chị đẹp, chốt em mã nhí ngọc nha. Em hết 4 với 5 mà. Chốt em nhí ngọc cả nhà, nhí ngọc. Trời ơi trời. Chị nó không thể nào mà hết được. Ai sắp đồ ra? Ai sắp đồ ra? Qua chị nhả giờ chị nghe em chứ đó tụt thường là Facebook ít khi nào hết đâu. Trời. Nhí ngọc còn đủ size nha mấy chế ơi. Nhí ngọc em còn từ size 1 đến size 6 nha cả nhà. Đây nè, cái mã đỏ nâu cũng còn luôn nè. Sao vậy chế Hương? Thiệt tình chứ. Hai cái cọc hàng nó chậm lửa luôn. Chứ nó không phải nhỏ nữa. Nhìn nhìn chị nghiệm cho nó ủa cái bố còn mới đây bác hay chứ cho được chị địa vô đó. Mình làm lại đi đầu. Lên với em mã vàng đi cả nhà, mã vàng. Vàng em còn từ size 1 đến size 6 luôn cả nhà. Chốt em mã vàng nha các chị. Mã vàng. Rồi sao không ai? Không có ai comment cái gì hết trơn vậy chàng ơi. Sao vậy? 73 chị đang xem ở đây là mắc ảo hả chàng? Thấy ai bình luận chân á? Bình luận bên mấy cái máy thôi. Chị Thúy Hằng ơi, chị 55kg chị cao bao nhiêu vậy chị? Cho em xin cái chiều cao nha. Mấy chị xem không được like hay là sao mấy chị ơi? Chứ không thấy bình luận gì hết rồi làm sao mà bán hàng. Em đang mặc mã này là mã vàng nè cả nhà, vàng kèm size giúp em nha các chị, rất là đẹp luôn. Chị giao thiếu cho em một bộ lửng, ở trong đó có tính tiền không chị Lê Hoàng Lê? Chị Lê Hoàng Lê vui lòng chụp cái bill qua giùm em nha. Giao thiếu hay là mấy bạn nhà em không có ghi trong cái bill giờ chị có đặt được cái bộ đồ đó hay không? Tại vì thường á, là thiếu là không có thiếu mấy chị, tại vì á, là thường bộ mấy chị đặt là mấy bạn sẽ ghi bằng số lượng nha. Nhìn vô vừa nhìn vô vừa ghi không có thiếu được, trừ khi là mấy chị đặt không có được cái bộ đó thì bên em không có giao, hoặc là cái like đó nó nằm ở cái like khác, cái bộ đó nằm like khác không có dồn đơn vô được, chỉ vậy thôi à. 1m50, 55kg là size 3, mã cam size số 3 cho chị Thúy Hằng. Rồi chốt giúp giùm em nha cả nhà ơi, lên giúp em mã này là mã vàng nha, chốt em mã vàng. Ví dụ như mấy chị kêu lấy quần đồ thêm á, thì nhiều khi mấy bạn nhà em á, là quên lấy cho mấy chị, còn bộ đồ là chắc chắn ít có khi nào mà nó thiếu số lượng lắm, trừ khi là mấy chị đặt không được hoặc nó không có ngay chỗ đó thì mấy bạn nhà em không có ghi vô bill thôi. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã ngọc nha cả nhà, chốt em mã ngọc. Chụp cái bill gửi qua giùm em, cái bill tính tiền, cái bill màu hồng ở phía trong á, và chị kiểm lại cái số lượng đồ chị nhận giùm em nha. Còn mấy chị có đơn hàng dồn thì khi mà bên em gọi điện chốt đơn mấy chị phải nhắc mấy bạn, ừ chị còn cái đơn trước em dồn vô giùm chị. Nhiều khi á là mấy bạn không có nhớ mà mấy chị không nhắc nữa thì cái đơn nó còn nằm ở đây nè. Đơn của chị Rosie là còn đúng không chị Hương? Đơn của chị dặn em dồn lại cho chị chưa có kêu đi đơn như chị Rosie thì nó còn ở đây nha. Rồi lên giúp giùm em là mã ngọc nha cả nhà. Chốt em mã này là mã ngọc à. Chốt em mã ngọc cả nhà ơi. Em chào chị Quỳnh Đào, em chào chị Trúc Mai. Ngọc em còn từ size 1 đến size 6, các chị đẹp chốt giúp em ha.
hàng mà mình có đơn dồn thì vui lòng nhắc mấy bạn chốt đơn giùm em nha mấy chị ơi, mấy chị có đơn dồn mấy chị không nhắc nha. Dàn 2 màn quá chèn chậm luôn. Ngọc Mộc cho bắp cải. Chị nhận được 2 bộ đồ hôm qua rồi. Đẹp quá trời biết rồi đấy thì mà. Dạ em cảm ơn chị Phạm Thúy Phượng. Ngọc 4 em chốt cho chị Trần Thị Hà. Đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Bình thường mình ra mà mình mua giải giải thun AT với AT hoặc là tơ hoa hoặc là này kia là nó ít có những cái họa tiết giống như thế này lắm. Còn là họa tiết bông hoặc là những cái họa tiết khác không à. Hàng này là thường mang gồ mới có nha mấy chị, nhưng mà mang gồ mấy chị mặt không có co giãn, mặt nó hơi bị khó chịu hơn. Còn cái này là thun lỗ mặt rất là mát, co giãn 4 chiều luôn mà lên rất là đẹp luôn ha, họa tiết lên rất là đẹp. Lấy luôn cái xanh bơ này luôn đi chị Trần Thị Hà ơi, chị có cái xanh bơ này chưa có thì lấy đi, cái bơ này đẹp nè. Bơ này em còn size 4 thôi mà, 60-65kg mặt vừa. Rồi chị Võ Hải là đổi lại 2 với 4 mã hoa. Lấy luôn cái bơ này đi chị nào, size 4 lấy cái bơ này đi mấy chị, cái bơ này em còn size 4 thôi mà, 60-65kg mặt vừa, lên giúp em mã bơ nha. Bơ 4 thì chị Cẩm Vân. Bơ 4 em chốt cho chị Cẩm Vân. Bơ 4 này em còn được 3 cái nè, cái chị đẹp nè em. Chị nào size 4 chốt bơ đi ạ, rất là đẹp. Đơn của chị Nguyễn Tiết là đi rồi, chị Nguyễn Tiết. Em gửi đi cho chị là đến hôm qua rồi. Đơn chị đi hôm qua hôm kia, chị đó em quên nè. Rồi cái lô áo cắt tông này nè là em đi rồi á. Rồi chốt giúp em nha cả nhà, Ngọc 2 em chốt cho chị Ngọc Hân Phan. Ok chị đẹp. Là em hết Ngọc 2 luôn. Ngọc 2 còn cái hả chị? À Ngọc 2 em còn cái nữa nha mấy chị. Rồi lên giúp em mã bơ đi cả nhà. Chị nào size 4 chốt bơ đi cả nhà ơi. Cái bơ này không đẹp là không lấy tiền luôn em, nói thật với mấy chị. Họa tiết rất là đẹp. Đẹp 3 với Ngọc 3 em chốt cho chế Quảng Chí Thơ. Ok chế Quảng Chí Thơ. Bơ 4 em chốt cho chị Hà. Hà rồi. Đâu có. Chị Trần Thị Hà khác. Chị cái kia là của chị Cẩm Vân. Chị bơ 4 cho cô Hồng Hạnh là hết bơ 4. Bơ 4 cho cô Hồng Hạnh là hết bơ 4 luôn. Là em hết cái mã bơ luôn đó. Bơ em không còn cái nào hết không chị. Rồi lên giúp em mã ngói nha cả nhà. Ngói em còn từ C1 tới C5. Ngói em còn từ C1 đến C5. Cái chị đẹp chốt giúp giùm em ạ. À. Ngói. Chú em mã ngói đi cả nhà, cái ngói này đẹp lắm luôn á, cái chị ơi. Này cái chị mặc Tết cũng ok luôn nè, rất là đẹp ha. Cái màu này mặc lên nó lại trắng da nữa chứ. Chị cái quần màu đỏ cam đó là còn xe máy nữa chứ. Dạ em cảm ơn chị Hồng Tuấn. Bơ 4 em hết rồi chế Võ Hải ơi. Quần ống rộng còn màu gì không chị? Còn để em dơ quần ống rộng lên cho chị Phan Ngọc Hân Phan là lấy size bao nhiêu ký, để em dơ màu lên cho chị con. Ngói. Ngói cho chị có thể mặc với cái quần màu cam này nè, màu đỏ cam. Quần đỏ cam hoặc là quần màu da, cái chị có thể mặc với hai cái màu quần, mặc quần màu trắng, quần màu đen thì có nói rồi ha. Quần da là em có rồi cô. Ngói 5 cho cô Hồng Hạnh. Ngói 2 cho chị Ngọc Hân Phan. Hàng của chị Nguyễn Tiết đi rồi, chị Nguyễn Tiết ơi. Ngói 2 cho chị Bắp Cải. Ngói 3 cho chị Thí Diễm. 52kg là mình mặc size 1 hoặc là size 2 nha chị. 1 hoặc là 2. Áo ngói chị Thí Hằng size số 3. Chị Thí Hằng là mặc size 3 nha. Chị mua hàng chị cứ lên cái mã đồ kèm theo cái size giùm em là được. Rồi cái áo ngói này là cái chị có thể là size số 2 hả chị? Size số 2. À, quần size 1 với size 2 hiện tại bây giờ là em còn màu đỏ. Cái quần em đang mặc là size 3 hả chị? Ừ, đúng rồi, cái em là size 3.
Em còn màu đỏ nha. Em còn màu đỏ với lại là màu lạ. Màu lạ. Hình như cái màu đó còn. Nè, hoặc là cái chị mặc với cái quần màu da này cũng được nha, cái chị màu đó. Ngói hai em chốt cho chị Kiều Anh. Hoặc đây size số 2 là em còn quần màu này nữa nè. Đó, quần màu này các chị mặc với cái quần cái này được nè. Màu này các chị lên với chị em là màu lạ đi cả nhà. Em biết là màu gì đó. Em còn được size 1, size 2 với size 3. Size 1 với size 3 nè. Chị nào lấy cái áo ngói này thì lấy luôn cái quần này mặc đẹp nè mấy chị. Em còn được size số 1 và size số 3. Size 1 là mặc được, là chị nào mặc áo size 1 với lại là size 2 thì cái chị lấy quần size số 1 hoặc là size 3, mà chị nào mông nhỏ thì cái chị lấy quần size 1 cái chị mặc cũng ok luôn nha. Còn ví dụ như chị nào mà mặc áo size 3, size 4, size 5 á, thì cái size 6 gì đó thì cái chị có thể lấy quần size 3 cái chị mặc luôn. Cái chị mặc với quần màu đi, lâu lâu mình mặc với quần màu để mấy chị cho nó trẻ mấy chị. Có nghĩa là cởi đủ hết đúng không? Đâu có sót bộ này đâu hả? Không, bộ một lỡ 5 chút xíu xong rồi mình mặc cái này mình chụp hình đi. Mặc cái quần màu á. Bốn bên đứng dậy tụi con. Rồi quá hoại. Hôm nay mặc áo dài của em đi dạy, mọi người khen quá trời luôn. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Tiến. Cảm ơn chị rất là nhiều. Một chút xíu còn một ít áo dài em lên cho mấy chị luôn nha. Bướm là em còn được có một cái duy nhất size số 4 đó chị ơi. Chị nào size 4 chốt luôn cái mã bướm này. Em còn duy nhất một cái một. Cháu em mã bướm nha các chị ơi. Bướm em còn duy nhất một cái size số 4 cho các chị đẹp nào. Chị đẹp nào 60-65kg mặt giường thì chiều cao này. Rất là đẹp luôn, lên giúp em mã này là mã bướm ạ. Rồi em hết rồi đó cả nhà. Cháu em mã bướm nha, mã bướm. Các chị lấy cái màu vàng này đi, cái vàng đẹp nè mấy chị. Cái vàng là cái bông lúa đó cả nhà. Mặc với cái quần màu vàng siêu đẹp luôn. Hồi nãy em có lên ra cái quần vàng size 3 rồi đó. Quần ống rộng. Em còn được một cái quần ống rộng size 3 duy nhất. Quần vàng. Cái chị chị thích mặc với quần đen thì cái chị mặc ha, còn không thì cái chị đẹp nha. Em mặc với cái quần vàng rất là đẹp, nhưng mà quần ở nhà cái chị có quần màu vàng rồi thì cái chị mặc với quần màu vàng, không thì cái chị mặc với quần màu đen. Còn quần vàng ở đây em chỉ còn được có một cái size 3 là quần ống rộng, còn size 4 nó là quần giỏ váy. Size 4 là cho chị nào mặc áo size 4, size 5 và size 6 của quần giỏ váy thì cái chị chốt. Vàng một cho bác cải. Áo size 2 thì mặc quần size 1 hoặc size 2 chị. Còn không có quần cái màu mà lỡ nó còn size 3 thì cái chị lấy size 3 về cái chị vuốt vô giùm em tí xíu cũng được. Vàng nha cả nhà ơi, cháu em mở vàng nha. Em đang mặc là quần size số 3 đó. Quần ống rộng. Vàng 3 luôn, quần cho chị Thi Hồng Loan Đỗ là em hết. Quần là 70.000 chị. Là em hết quần luôn nha mấy chị ơi, hết quần vàng nha. Rồi bây giờ chỉ còn áo vàng mặc với quần đen thôi. Rồi chốt giúp dùm em nha cả nhà ơi, lên giúp em mở vàng. Rồi em vô lại họa tiết cho các chị xem ha.
em đang mặc là mã vàng. Mã này cái chị lên giúp giùm em là mã bướm. Bướm em còn được một cái, size số 4 mà chị nào thích. Thích thì cái chị chốt nha, rất là đẹp luôn. Bướm em còn được cái size 4, 60 đến 65 kg. Mã ngói quá đẹp luôn cả nhà ơi. Áo là 75, quần ống rộng là 70, còn quần giả váy là 80 nha cả nhà. Lên với em mã ngói nha cả nhà, mã ngói. Rồi chốt em cam. Cam. Chốt em mã cam. Rồi nhí ngọc. Chốt em nhí ngọc cả nhà, nhí ngọc. Chị Kiều Oanh ơi, khi nào chị coi chị có đơn áo rồi thì khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, chị nói mấy bạn lấy quần giùm em đi chị. Chốt em mã này nha cả nhà ơi, lên giúp em mã này ạ. À. Vàng 14 cho chị Ngô Điệp. Chốt em mã này là mã đỏ nâu. Đỏ nâu giúp em nha cả nhà. Rồi mã hoa, hoa đẹp quá cả nhà ơi, lên giúp em mã hoa. Bình luận nó không lên nổi luôn á mấy chị ơi, không biết làm sao luôn á. Ở trên đây em thấy chị Nguyễn Tuyết là áo bà ba và áo dài của em bán, chị mặc số 1 vẫn vừa đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Tuyết. Ở trên đây thì em thấy là mà ở ngoài em không, ở trên cái tin box em không thấy cái bình luận của chị Nguyễn Tuyết luôn á, nó bị ẩn đó chị. Chốt em mã này là mã ngọc nha cả nhà. Ngọc quá đẹp luôn cái mã ngọc các chị ơi. Ngọc, ngọc lúc nào mấy chị cũng săn đón rất là nhiều. Lên giúp em mã này là mã đẹp. Chốt em mã đẹp ha. Rồi em hết, em qua thêm cái lô áo bà ba khác cho mấy chị. Đó. Em qua cái lô áo bà ba khác cho mấy chị nha. Còn cái lô áo sale nào thôi chị đem ra sale đi chứ được. Em lên cho cái chị áo bà ba sale đi mấy chị. Còn mà còn lẻ lẻ size lẻ này kia này em sale cho mấy chị đẹp nha em. Em nhận hàng rồi, em nhận hàng rồi nha chị. Hàng bên chị lúc nào cũng ok. Em cảm ơn chị Ngân Sushi. Rồi em lên cho cái chị cái áo này. Cái áo này là chất siêu mát luôn nha mấy chị, mát rượi luôn. Ngọc 4 em chốt cho chị Cẩm Vân, đơn của chị Cẩm Vân đi đơn luôn khỏi gọi. Rồi áo này đi cả nhà, 60.000 một áo nè. Tại vì nó còn lẻ lẻ size nha, lẻ lẻ size nên em sale rẻ cho mấy chị thôi, chứ áo thì rất là đẹp nha cả nhà. Áo thì rất là đẹp luôn, áo dài em có nha chị ơi. Nhưng em còn được một ít thôi, cũng còn lẻ size. Rồi em đang mặc mã này, cái chị lên giúp em là mã ngọc đi cả nhà. Chị Kiều Anh là lấy ngọc 2 đúng không chị? Cái áo ngọc 2 75.000, còn áo em đang mặc là 60.000. Các chị lên giúp giùm em là 60 ngọc. Cái áo em mặc cũng là ngọc luôn. Nhưng mà các chị lên giúp em cái giá tiền. Lên giúp em là 60 ngọc kèm size giúp em còn được size số 2, size 3, size 4 và size 5. Đúng không chị? Hết 3. Rồi 60 ngọc giúp em nha cả nhà, 60 ngọc em còn được 2, 4, 5, 6. Chừng nó khét nha Quyên à. 60 ngàn cả nhà, áo rất là đẹp luôn nha. Cái chị nói là tay dài nha, tại vì em mặc em quen rồi, em cứ săn lên và em chịu nó mới nổi. Lên giúp em mã em đang mặc là 60 ngọc kèm size giúp em. Ngọc 2 là 55, 56 kg đổ lại mặt dừa. Ngọc 4 là 61, 62 kg đến 65, 66 kg. Ngọc 5 là cho cái chị đẹp nhà em 70kg và Ngọc 6 là 75-76kg đổ lại mặt dừa, 60.000 rất là đẹp luôn. Rồi cái áo này là mã nhí đỏ giúp em, nhí đỏ em chỉ còn duy nhất size số 6 thôi. Nhí đỏ em chỉ còn duy nhất size số 6 thôi, cái chị rất là đẹp luôn, 60.000 nha. Em sale tại vì nó còn lẻ size chứ nó còn được có dài bông mà, rất là đẹp luôn. 70-75kg mặt dừa, lên giúp giùm em mã này là mã nhí đỏ. Nhí đỏ em còn được size số 6 thôi ạ. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã trắng. Trắng em còn size số 6 luôn các chị ơi, 70-75kg mặt dừa, 60.000 luôn ha. Lên giúp em mã trắng. Chốt em mã trắng đi cả nhà, mã trắng. Vải nó là vải thun nha chị ơi, vải thun. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà, lên giúp em mã này là mã xanh biển. 60 ngọc size 4 cho chị Huệ My. Ok, cháu Huệ My. Lên giúp em mã xanh biển cả nhà.
xanh biển này em còn được size 1 với size 6 luôn. Chốt giúp em là 60 xanh biển 1 hoặc là xanh biển 6. 1 là 50 51 kg đổ lại mặt dừa. 60.000 một áo. Lên giúp em mã này là mã đỏ nha cả nhà, chốt em mã đỏ. Đỏ thì em còn duy nhất size số 1 hả cả nhà. Ngọc 4 vậy. Cái bờ đó là cái lô khác đó, như chị Điệp, cái lô thun lỗ khác đó. Cái lô là lô 75.000, cái áo là 3 của mình khác. Chốt em mã này là mã đỏ nha cả nhà, đỏ em còn size số 1 thôi à. 50-51 kg đổ lại mặt dừa. Chị Quỳnh Luận là chị mặc size số mấy chị ơi? Vàng cả nhà ơi, lên giúp em là vàng nhạt. Vàng nhạt em còn được 1, 2, 3, 4, 6. Lên giúp em mã vàng nhạt nha cả nhà. Vàng nhạt em còn 1, 2, 3, 4, 6. Chốt em mã vàng nhạt đi cái chị. Đỏ 1 em chốt cho chị Quản Chí Thơ là em hết đỏ 1 luôn. Rất là đẹp luôn cái mã vàng này nè mấy chị. Vàng nhạt em còn 1, 2, 3, 4, 6. 60.000 60.000 nha cả nhà, rất là đẹp. Em đang mặc là mã ngọc nha. Rồi em hết cái lô 60.000 rồi đó. 60.000 em có nhiều bông đây nè. Vải này mặc siêu mát luôn. Lên giúp em mã vàng nhạt. Vàng nhạt em còn từ size số 1. 1, 2, 3, 4, 6. Chốt em mã vàng nhạt. 60.000 một áo nha cái chị đẹp nhà em. Quá đẹp. Rồi em lên tiếp cho cái chị cái áo này. Áo này là áo bà ba nút thắt nha cái chị. Áo bà ba nút thắt. Bảy chục ngàn áo này, 70.000. Màu đỏ, màu đỏ là chị lấy đỏ nâu hay là mã đẹp vậy chị Võ Hải? Em có hai cái mã áo, cho em mượn lại cái cọc áo cổ áo nữ hoàng đi chị. Vàng nhạt 4 cho chị Quỳnh Luận. Vàng nhạt 1 em chốt cho chị Quản Chí Thơ. Vàng nhạt 6 cho chị Thí Diễm. Đây cái áo cổ nữ hoàng này em có hai cái mã, em có mã đẹp với mã đỏ nâu, là chị lấy cái mã nào vậy chị Võ Hải ơi? Chị lấy cái đỏ nâu này đúng không? Một bốn sáu. Đây em đưa lại cái áo cổ nữ hoàng tay le cho mấy chị nè. Cái chị mua đi, cái lô này là em ra rồi xong rồi chắc vắng. Chẳng lâu lâu nữa mới có hàng lại á. Là em ra 3-4 lô liên tiếp là mấy chị mua cũng nhiều rồi. Rồi áo em đang mặc cái chị lên giúp em mã đỏ nâu 75.000 một áo. Cái này cái chị lên giúp giùm em là mã đẹp nha. Mã đẹp mình thích bông nào mình lấy bông đó, bông nào lên cũng đẹp hết đó. Cái chị 75.000 chốt thun lỗ. Em bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Rồi cái lô đợt này mặc rất là đẹp luôn. Em bảo đảm là mặc cái áo này, cái bộ này đi ra ngoài đường không có ai chê mấy chị, chỉ toàn là khen không luôn đó mấy chị. Nhận được cơn mưa lời khen. Còn bốt cái xe màu. Đồng phục hết. Đỏ nâu size số 2 em chốt cho chế Quỳnh Luận. Lên với em mã này là mã đẹp nha cả nhà, mã đẹp 75.000 một áo mà mấy chị. Rẻ hơn tiền công đi mai nữa, em nói thật mà nó đẹp xuất sắc. Chưa lên chứ được rồi. Rồi lên giúp em mã này là mã vàng nha các chị ơi. Mã vàng, vàng này là hình bông lúa nè. Rất là đẹp luôn. Đỏ nâu 2 này cho chị Quỳnh Luận. Nó lên chậm quá trời chậm. Lên giúp em mã này là mã vàng nha. Ở quanh vàng nha, mã vàng. Mã vàng nó như bông lúa vậy đó, rất là đẹp luôn. Mã vàng. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã hoa nè. Mã hoa là hiện tại còn từ size 1 đến size số 5. Em hết size 6 rồi size 5. À, 1 đến 5. Lên với em mã hoa rất là đẹp luôn. Cái này cái chị nên mua nè, cái chị cái này đẹp lắm. Cái này mặc với cái quần màu nâu á,
cái quần màu nâu hồi nãy em có mặc cho mấy chị đó nha, đi lễ đi chùa đầu là ok luôn nha cả nhà. Cái này là các chị mặc đi đâu cũng được hết trơn á, rất là dễ mặc, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chó em mã này là mã ngọc, chó em mã ngọc nha, mã ngọc, chó em mã ngọc đi cả nhà, ngọc quá đẹp luôn cả nhà ơi, chó em mã ngọc nha cả nhà, mã ngọc. Hoa 4 cho chị Thùy Trang, hoa 2 cho chị Quỳnh Luận. Chó em mã ngọc là 75.000 một áo. Lên giúp em mã này là mã ngọc nha cả nhà, mã ngọc. Chó em mã bướm, bướm em còn có một cái duy nhất size số 4 thôi. Lên giúp em mã bướm, mã hoa size số 4 cho chị Khổng Hằng. Đúng rồi, áo này là thun lỗ đó chị Thi Hồng, em đang mặc là thun lỗ đó chị. Lên giúp em mã này nha, 75.000 một áo. Cổ nữ hoàng tay loe quá đẹp luôn, mặc không đụng hàng luôn nha mấy chị. Mặc lên là siêu đẹp luôn á. Vàng 4 em chốt cho chế Thùy Trang, ok chế Thùy Trang. Mấy cái áo cách tân này các chị đi may tiền công á, một cái mắc lắm mấy chị, cả 100.000 hơn một cái đó. Em chào chị Võ Nguyễn Kỳ Kỳ. Lên giúp dùm em mã bướm này, chị nào thích lấy đi mấy chị, rất là đẹp luôn á. Họa tiết này là hiếm lắm luôn đó mấy chị, lâu lâu nó mới có một cây vải chứ nó không có hoài. Mấy cái này nè, lên với em mã bướm nha, bướm em còn được một cái size số 4 nè. Rồi mã bông nhí, đây chị nào thích bông nhí thì chốt nè, đẹp lắm luôn. Lên với em mã này là mã bông nhí nha cả nhà, bông nhí quá đẹp, bông nhí cả nhà ơi, bông nhí, bông nhí này cái chị mặc với quần màu ngọc nha, đẹp lắm, quần màu xanh đó, quần màu xanh ngọc xanh lý đó. Rồi màu cam, chốt em mã cam đi cả nhà nè, cái họa tiết nè như là tiên cảnh vậy đó mấy chị đó. Cảnh rất là đẹp luôn nha, chốt giúp giùm em mã này nha cả nhà, cho em một áo 60kg mã trước size 6, 60k chứ size 6 màu nào cũng được ạ. Size 6 đó mình còn cái nào ta, mã trắng em còn được mã trắng, mã vàng với lại là mã ngọc với nhí đỏ, chị lấy cái nào em lấy cho chị Thí Diễm. Chương trình nóng thật rất là nóng nha. Nóng không? Nóng quá. Thôi mà. Nóng luôn. Nè, ăn cái coi cái nắp có được không? Ừ, hơi mặn. Chị bỏ tí xíu muối rồi. Bỏ xíu. Bỏ muối hồng luôn á. À, muối hồng nó mặn phải rồi, muối mặn, muối hồng là nó mặn gấp đôi cái muối thường của mình, nên là làm gì bỏ ít thôi. Ok, không cho ăn luôn bây giờ. Em mới nhận hàng cách đây 10 phút, giá rẻ nhưng vải và đường may rất đẹp. Em cảm ơn chị Nguyễn Kỳ Kỳ, hôm bữa chị mua có lấy áo mẫu này, mã bơ với mã ngọc mà chưa có quần, em lấy giùm chị nha. Màu bơ với màu ngọc, nhưng mà mấy màu bơ là chị lấy với cái quần màu này, bơ là hôm bữa nó chốt với cái quần màu này đúng không chứ đẹp màu lạ đó. À, dạ đúng rồi, cái mã bơ là hôm bữa. Đây chị Quỳnh Luận, em lấy cho chị cái màu bơ là cái chị mặc với cái quần ống rộng màu này nha, màu bơ là mặc với cái quần màu này nè. Rồi ngọc 6 cho chị Thí Diễm là cái này nè, cái đẹp cái dạ cái 60k. Hoa nhí size số 2 cho chị Quỳnh Luận. Mã vàng, mã đẹp size số 4 cho chị Thu Thảo. Chị Thu Thảo khách mới, lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại đi chị Thu Thảo. Chị lên thêm giúp em cân nặng và chiều cao nha. Đẹp với vàng 2 cho chị Yến Quỳnh Thị Linh. Chị Quỳnh Luận, em lấy cho chị cái quần màu này, cái quần màu này mặc với cái áo bơ chứ nha, cái này là mặc với áo bơ nè, rất là đẹp luôn. Chị có ok không? Ok thì em chốt. Cái này thì em còn quần size của chị luôn nè, nhí xanh size 4 cho chị Khổng Hằng. Ok chứ Quỳnh Luận, em chốt cho chị một cái quần này 70k chứ, với lại là mã gì chị chưa có tay, chưa có màu bơ với màu ngọc. Chị Quỳnh Luận size 2 luôn nha, tại quần này còn size 2 nha. Em lấy rồi chị, em lấy cái đó luôn. Chị Quỳnh Luận ơi, cái mã ngọc bây giờ em còn quần giả váy cho chị à.
Em còn quần giả váy cho chị chứ em hết cái quần ống rộng rồi. Ống rộng hết size của chị rồi. Lên giúp em màu này nha mấy chị. Chốt em mã này là mã ngói. Cái ngói này đẹp lắm luôn nè mấy chị. Ngói này rất đẹp luôn ngói. Lên giúp em mã ngói nha. Mã ngói. Mà nó hơi cứng. Em thấy thường ta nấu mềm lắm rồi ta. Mùi lắm, nó bọt nhiều. Nhói rất là đẹp luôn. Đây em mặc lại cái bông nhí cho mấy chị coi nè. Rồi lên giúp em mã bông nhí nha cả nhà ơi, bông nhí. Đẹp lắm luôn. Lên giúp em mã bông nhí cả nhà, bông nhí. Bông nhí kèm size giúp em nha. Cao 1m55 nặng 65kg. Ok chị Thu Thảo mà size số 4. Rồi em dơ lại cho cái chị một lần nữa xong rồi em quay lại cái hàng sale nha mấy chị. Rồi chốt em mã này là mã ngói nha. Mã ngói này mặc trắng da lắm nè cả nhà. Lên giúp em mã ngói. Không chị. Bông nhí size số 1 cho chị Võ Nguyễn Kỳ Kỳ. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã cam. Chốt em mã cam nha cả nhà, mã cam. Bông nhí xanh size 2 với size 4. Cộng 2 quần số 2 là chị Võ Hải là lấy quần đen luôn hả chị? Chị lấy quần đen luôn đúng không? Chứ quần xanh ngọc là em không có còn nha. Cái quần mà phối với cái áo ngọc này là em không còn quần, là em còn quần đen thôi. Quần đen thì em có size 2 với size 2 quần số 2, ok. Chị lấy quần đen ha. Lên giúp em mã bướm nha các chị ơi. Bướm em còn cái size 4 duy nhất nè. Lên giúp em mã bướm. Ngói 2 cho chị Quỳnh Luận. Lên giúp em mã này các chị. Lên giúp em mã này là mã ngọc. Chỗ em mã ngọc, ngọc có ánh trăng nữa. Trăng thanh gió mát. Chỗ em mã hoa. Mã hoa thì hiện tại em hết size 2 với hết size 6, em còn 1, 3, 4, 5. Mã hoa em còn 1, 3, 4, 5. Lên giúp em mã hoa. Rất là đẹp luôn, mã hoa nha cả nhà. Chị nào cô nào mà thích cái tông trầm thì lấy cái mã hoa đó, rất là đẹp luôn. Mã vàng. Vàng bông lúa. Mặc cái này đi cân lúa mấy chế ơi. Lúa lúc này lên giá lắm. Gạo lúc này lên giá rồi. Lên giúp em mã mã vàng nha, mã vàng. Rồi cái này lên giúp dùm em là mã đẹp. Chốt em mã đẹp nha các chị, mã đẹp. Mã đẹp, lên giúp em mã đẹp nha cả nhà. Quần đỏ ống rộng size số 1. Hình như em hết rồi, quần đỏ ống rộng em chỉ còn size 2 thôi. Đúng rồi, còn cái size 2 em. Bơ 4 hết rồi chứ Thùy Trang ơi. Lấy quần size 2 đi chị, quần size 1 em hết rồi. Rồi em lên tiếp tục cho các chị cái lô áo xem nha. Rồi cái này sale cho các chị luôn đi. Nó là nút thắt nha các chị ơi. Áo bà ba nút thắt nha. Áo bà ba nút thắt chất AT hàng. Em cảm ơn chị Hà Phương. Cảm ơn chị Hà Phương rất là nhiều. Cái này em còn được có mấy áo mà sale cho mấy chị 65.000 luôn đi mấy chị. Nút thắt, nút thắt mà 65.000. Ngói 5 cho Chế Thi Hồng. Mặc áo bà ba bông lúa, đi cân bán lúa, mua áo bà ba và áo dài của em. Dạ đúng rồi chị Nguyễn Tuyết ơi. Mỹ Thấm hả? Nói mà nó dắp bạc 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 vậy đó. Những cái festival đó.
Dạ. Thích đi bạn nhà nào vậy? Chị quên coi nhà, em thích coi nhà. Dạ. Trời ơi. Tới rồi làm liền cho nó nóng không? Ừ. Mã hoa chị Quỳnh Lựng hồi nãy có rồi hay gì đó chị? Không có là em sẽ báo nha. Rồi áo em đang mặc 65.000, cái chị lên giúp giùm em là mã hồng đi cả nhà, 65.000 một áo, chất AT hàng giúp em nha, rất là đẹp luôn. Nút thắt. Lên giúp em mã này là mã hồng đậm. Trên này là để bạn. Lấy 4 cái quần đen size số 2 cho chị Hoa Lục Bình. Ok, chế Hoa Lục Bình. Quần đen ống rộng hả chị Hoa Lục Bình ơi, ống rộng đúng không? Mã hồng đậm em đang mặc còn size số 2 với size số mấy vậy chứ đẹp? Hả? Áo em đang mặc còn 2 với mấy? 245. Mã hồng đậm em đang mặc 65.000 một áo. Em còn size 2, size 4 và size 5. Các chị đã chốt giúp giùm em mã hồng đậm cả nhà. Hồng đậm. Lấy thêm một cái mã hoa nữa em không có nha chị Quỳnh Lận ơi, hắn chân hoa 2 rồi chị. Hồi nãy có một cái một chốt cho chị nào đó, em không nhớ đâu. Nhưng mà có cái đó là chốt hết rồi đó. Rồi, hết rồi, tháo tháng 9. Ủa? Chị nhớ mới đây mà ta. Tháng 9 trong 3 ngày từ tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Tháng 9 tới ngày 1 tháng 10 thì tới. Nó còn đang diễn ra. Tại thành phố Vĩnh Thanh. Cái gì? Ngày từ ngày nào tới ngày nào? Từ 29 tới đến ngày 1. 29 mà là ngày 9 à, đâu có, ở trên đây thì nó đã cắn chỗ nào rồi. Tổ chức của Thập Táo là đã hợp bán bộ bà Lai 80k size số 4 là em còn nguyên. Đứng là coi giùm chị cái bộ bà Lai size số 4, nó còn có một mẫu, một cái cọc tím cà. Em nhớ là còn được màu tím cà, màu xanh riêu với lại là màu xanh lý. Đây mã hoa em còn được 1345. Mã hoa này em còn được 1345 75.000 áo này cả nhà, còn áo em đang mặc là 65.000. Mà mẹ em không thể ngừng mua vì chị quá dễ thương, còn bà ba thì mẹ em mê dữ lắm chị. Dạ em cảm ơn chị Thí Diễm rất là nhiều ạ. Cho chị xem là đây chị Thi Hồng ơi, mã hoa này đẹp lắm, lấy đi chị. Hồng đậm size 4 cho chị Thí Đòn 65.000. Càng xem càng thấy nghiện, áo nào cũng muốn mua. Mua đi chị Sổng Hằng ơi, đẹp lắm. Em nói thật luôn á, các chị đi mai mua giải rồi đi mai rồi chờ đợi thời gian nữa ha. Là hết mấy trăm ngàn, 200.000 mới ra được một cái áo nha, rồi phải chờ cả tuần cả tháng mới lấy được. 200.000 mua được 3 cái áo nhà em. Mua được 3 cái áo nhà em, ngày hôm trước hôm sau trễ lắm là 2 ngày sau các chị có hàng mặc và rất là đẹp luôn. Em lựa sẵn bông luôn, ưng cái bông nào chốt bông đó. Đây mã hoa đẹp lắm luôn, chị Thi Hồng chốt đi. Đẹp lắm. Rất là đẹp. Xanh lý size số 4 80k cho chị Thùy Trang. Ok chị Thùy Trang, đây em còn được màu xanh riêu nè, màu tím cà với màu xanh lý, em lấy chị màu xanh lý nha. Bộ bà Lai. Bộ bà Lai kiểu này nha chứ. Nó cũng viền á. 80k. Rồi em đang mặc mã hồng đậm đi cả nhà, hồng đậm. 65.000 một áo, em còn được size 2, size 4 và size 5. Chốt đi mấy chị ơi, chị nào ở Vị Thanh, Hậu Giang thì nhớ mua bà ba nha, để đi festival nha mấy chị. Sắp tới rồi mấy chị. Còn chị nào có về Vị Thanh á thì cũng mua luôn, về đó mình đi festival mình mà. Ờ, có chị nào về Vị Thanh, chị nào quá. Không có cho bà đi, quên nữa. Đồ đẹp lắm em ơi, em cảm ơn chị Võ Hải. Quần đỏ size số 2 cho chị Ngọc Thân Phan, đơn của chị Ngọc Thân Phan đi đơn luôn, khỏi gọi. À, chị Kim chỉ đưa gì vậy Tâm? Chị Kim đưa gì vậy? Cho em màu ngói, ok. Màu ngói. Đỏ size 2 quần ống rộng hả chị? Dạ, quần ống rộng á chị. Cái quần em mặc á. Hình như là có, chị ship hay gì vậy? À, cái quần đó đó. Đây màu ngói nha chị Lon Thị Bé Lon ơi, đẹp lắm chị, chốt đi. Cái áo ngói này mặc lên nịnh da lắm nè, vừa trắng mà vừa đẹp. Cái họa tiết cũng đẹp nữa, họa tiết có thể mặc quanh năm nha chị ơi, mùa xuân, mùa đông, mùa hè gì mặc cũng được nè. Lên giúp giùm em nha, chốt mùa em hè, mùa hè. Chốt em mã này nha cả nhà, lên giúp em mã này là mã ngói mặc đẹp lắm. Ngói chứ chị có thể mặc với quần màu đen, quần màu cam, quần màu đỏ cam, quần màu đỏ, quần màu trắng đều ok hết. Rồi em đang mặc mã này là mã họa tiết cả nhà, họa tiết em còn được size 4 với size 6.
456. Áo em đang mặc là mã họa tiết, em còn được size 4, size 5 và size 6. Cái này cái chị 65.000 nha. Áo nút thắt này em đang sale cho mấy chị 65.000 một áo. Nói hai cho chị Quỳnh Luận. Đúng rồi, chị Ngọc Hân Phan em lấy cho chị. Ủa, nói hai hết rồi hả? Rồi vậy là ngói hai hết rồi chị Quỳnh Luận ơi. Ngói hai em hết nha chị Quỳnh Luận. Em chỉ còn cam hai thôi, ngói hai em hết luôn rồi. Em đang mặc là mã họa tiết. Đúng rồi chị Ngọc Hân Phan, em lấy cho chị là quần ống rộng đó chị. Quần ống rộng màu đỏ size số 2. 70.000 một quần. Cái quần nãy em mặc đó là quần ống rộng á. Rồi lên giúp giùm em. Ngói một em chốt cho chị Nguyễn Tiết. Ngói cam 2 cho chị Nguyễn Tiết luôn. Họa tiết 4 em chốt cho chị Trà Trịnh Thu Hồng. Rồi em nghe không? Nói ba còn hay chém Quỳnh Luận ơi. Sao anh? Khách nói gì? Em là cái bộ đồ hai bộ nhưng có bộ ngọt kem. Anh Hoàng cái đơn đó về giùm em luôn đi, không tách đơn nha. Hoàng về luôn. Không, không em không tách đơn. Dạ, rồi Hoàng về cho em luôn nha. Có nghĩa là vậy thôi, em tắt đơn cho chị luôn đi chứ chị gửi về mất công chị nữa. Không, như vậy mất công cho chị, vậy không? Nè, em nói chị nghe nè, bây giờ nói nếu như mà như vậy thì mất công cho chị lắm, rồi mất công chị tốn tiền ship nữa, bây giờ em tắt đơn cho chị luôn. Rồi bây giờ là cái bộ đó bao nhiêu thì chị nói với anh bưu tá trừ ra giùm em nha, rồi ảnh lên trạng thái giao một phần, rồi em tắt đơn ra cho chị, chứ chị nhận xong rồi chị gửi về mất công tốn tiền ship chị. Dạ. Cái bộ đồ đó là bao nhiêu tiền vậy anh? Bộ là 220. 110.000 bộ hả? Tiền ship nữa nha. Anh coi trong cái bill giùm em coi tính tiền nhiêu bộ để em biết em trừ tiền lại. 220. Tất cả là 220. Tất cả là 220 là 100.000 một bộ. Là 100.000 một bộ hả? Sao mà 220 sao nó lẻ lẻ vậy kỳ. Anh coi trong cái bill màu hồng giùm em coi tính tiền là bao nhiêu một bộ, tại nó có tiền ship 25.000 nữa. Để em biết em trừ cái bộ đồ tiền bộ đồ ra. Hả? Rồi chị trả bộ nào? Chị gửi lại cái bộ 85.000. Vậy là anh trừ ra 85.000, còn lại nhiêu thì thu bình thường nha. 85.000 là bộ gì vậy? Cái đơn đó có giao một phần về mở ra kiểm tra giùm em đi. Nó bị xù lắm. Họa tiết xe số 4. Thun gân bữa giờ mình la là không có cái nào mà bị. Áo sale có số 1 nha chị Kỳ Kỳ ơi. Áo dài cổ nữ hoàng á là em đang hết hàng nha chị ơi. Đang hết hàng nha. Ngói 3 em còn như chị Quỳnh Luận. Ngói 3 cho chị Quỳnh Luận nè. Ok chị Quỳnh Luận. Rồi em đang mặc là mã họa tiết đi cả nhà. Họa tiết còn 4 không chị? Hay có một cái em mặc còn. Họa tiết em còn được size 4, size 5 và size 6 nha các chị. Họa tiết em còn được size 4, size 5 và size 6. Cô Ban còn mấy gì chị? Cái ngói 1 này chốt cho anh nè. Ngói 1 cho chị Nguyễn Tuyết. Chị bấm yêu rồi mà. Ngói 1 với cam 2 đúng rồi, ngói 1 với cam 2 chị Nguyễn Tuyết đúng rồi.
Cái đó là còn size 4 với size 5 nha. Cô ba anh em còn là size 4 với size 5 nè cả nhà. 65.000 một áo cả nhà ơi, chất AT hàng giúp em rất là đẹp luôn, nút thắt. Quá đẹp luôn, 65.000 chốt đi cả nhà. Đẹp lắm. Cái chị mặc á là nó sẽ ngắn hơn em mặc nha, tại vì em mặc là nó không có giãn ra, cái chị mặc vừa cái size của mình á là nó sẽ giãn ra và nó sẽ giật lên ngắn một tí xíu chứ nó không có dài như thế này nha mấy chị, tại em mặc size 4 là mấy chị nhìn mặt hơi dài vậy đó. Áo dài cổ nữ hoàng em đang hớp nha. À, bây giờ em còn cái cổ tròn thôi mấy chị. Nhưng mà còn cái cổ tròn thì nó còn được một ít, giống như hôm bữa em like vậy đó, mấy bông như hôm bữa em like, cái chị chờ em đi ha, chút xíu em like. Rồi bây giờ lên áo bà ba tiếp đi mấy chị. Tương tác lên giúp em đi cả nhà, cho em lấy năng lượng, em lên hàng cho mấy chế coi. Trời ơi, cái gì mà không có thấy bình luận gì trơn á, có 63 chị coi à. Size 4 chị Hằng Vũ ơi, chị Hằng Vũ chốt mãi gì vậy chị ơi. Ví dụ như chị lấy cô ban thì chị ghi giúp em là cô ban 4, chứ chị ghi size 4 không em không có biết chị lấy cái nào ha. Lên giúp em mã nâu đi cả nhà, nâu ở cà phê chứ, cà phê. Lên giúp em mã cà phê nha. Cà phê em còn được size 4 với size 5. Lên giúp em mã đồ kèm size. Chớ em mã đồ kèm size. Đúng rồi, mấy chị tương tác lên giúp em đi. Nhấn A, B, C, D, E, F gì đó. Nhấn lên mấy chị. Cô ban 4 cho chị Hằng Vũ. Lên giúp em mã này là mã cà phê đi cả nhà. Cà phê em còn được size 4 với size 5 nè. Cái áo này đẹp quá chừng luôn á. Ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị. Em chào chị Phụng Phi. Cả nhà tương tác lên giúp em đi. Em lên hàng cho mấy chị. Em lấy năng lượng em like cho mấy chị. Bữa giờ bán chậm quá mấy chị ơi. Like thì ta nói không có người xem. Hàng thì hàng sale mà toàn là hàng đẹp không. Tháng này là đến thời điểm hiện tại á, là chưa có gì hết trơn, thiếu đồ hàng mà lấy tiền thiếu tiền lấy hàng nữa đó mấy chị, không có nhập hàng luôn á. Tháng này góp trên số giả quen luôn á. Còn quần dập ly màu gì hả? Còn quần dập ly em không có bán quần dập ly chị. Cô ban không có 6, chị Thúy Diễm ơi, cô ban em có size 5 mà chị. Đúng rồi chứ Trang Hồ Quỳnh ơi, hép hép kiếu kiếu. Em chào chị Kim Hương Lâm, lên giúp em mã này là mã cà phê nha. Cà phê em còn được size 4 với size 5. Quần em không có quần dập ly nha mấy chị, có bị nhầm không giờ? Có bị nhầm qua cái mã đồ gì không vậy mấy chị? Rồi lên giúp em mã này là mã đỏ đậm. Đỏ đậm còn size mấy vậy chị đó? Đỏ đậm em còn được size 4 với size 6 nè. Cái chị đẹp lên giúp giùm em màu đỏ đậm nha. Đỏ đậm. Đỏ đậm em còn được size 4 với size 6. Cái chị đẹp chốt chứ giùm em ha. Quần ống rộng thì em còn màu đen đó chị. Bộ ống rộng bông có thiêu. Size số 4 còn không em? Bộ ống rộng bông thiêu. Đây chị Hương coi giùm em size 4 nó còn bằng gì? Màu cọc không à. Nè, nhìn cái tay em chỉ nè. Rồi lên giúp em mã này là mã đỏ đậm nha cả nhà. Đỏ đậm em còn được size 4 với size 6. Chớ em đỏ đậm. Quần giả váy là em còn nhiều màu lắm chị ơi. Bây giờ đó là chị còn màu vàng, màu đỏ nè. Em còn màu vàng, màu đỏ, màu nâu, rồi màu đen, rồi màu xanh ngọc, màu xanh lá. Nó còn nhiều lắm. Facebook bây giờ nó không có thông báo nữa chị. Đây em còn có một bộ đỏ đỏ đô hả chị Thùy Trang. Size số 4 còn có mã đỏ đô hả. Chị có lấy không? Em chốt luôn cho hết hàng rồi đó. Rồi lên giúp em mã này là mã nâu nha cả nhà ơi, nâu. Nâu còn được size mấy nha chị đẹp? Bông nâu em còn được size số 4 không à các chị? 61-62kg đến 65 có 6kg mặt vừa nè. Lên giúp em mã này mã bông nâu rất là đẹp luôn. Bông nâu em không
có quần đen ống đứng nha chị Lê Mỹ Dung. Em có quần ống suông rồi, quần ống rộng và quần giỏ váy thôi, không có quần ống đứng. Ok chị Thùy Trang, em lấy cho chị Thùy Trang bộ này 100k. Rồi lên giúp em mã em đang mặc là mã bông nâu nha cả nhà ơi. Bông nâu em còn được size 4 rồi mà đó chị, 61, 62 kg tới 65, 66 kg đổ lại. Cái chị đẹp nhà em mặc vừa tùy chiều cao. Nhưng cái mã đỏ nâu nãy em thấy qua cho chị đẹp nè. Rồi bông đỏ, bông đỏ em toàn được size 5 không à cả nhà. Bông đỏ quá đẹp luôn. Size 5 66 kg đến 70 71 kg mặc vừa. Lên giúp em mã bông đỏ. Bông nâu size số 6 cho chị Thúy Diễm. Quần ống rộng, quần ống rộng cho chị Lê Mỹ Dung. Hai quần ống rộng size số 3 cho chị Lê Mỹ Dung. 62 kg mà size 3 giúp em nha chị, quần ống rộng. Ủa bông nâu không có size 6 chị Thúy Diễm ơi, bông nâu có size 4 không hà. Có mã đỏ đậm á, thì em có size 6. Chị bị nhầm rồi, nghe bị nhầm rồi. Em cũng lớn ngớ, em cũng nhầm luôn. Size 6 hiện tại bây giờ em còn hạ tiếp với lại là mã đỏ đậm. Còn có hai họa tiết đó thôi, chị có lấy không ạ? Em chỉ còn họa tiết với đỏ đậm thì em còn size 6 thôi, còn lại là nó còn size 4, size 5 thôi nha chị. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc là mã bông đỏ cả nhà, bông đỏ. Chị qua Lục Bình ơi, em không có quần ống suông, em chỉ có quần ống rộng thôi mấy chế ơi. Khi nào mấy chị yêu cầu giả váy thì em mới lấy giả váy, còn bình thường các chị đặt hàng thì em lấy cho các chị quần ống rộng thôi ha. Em chỉ có quần ống rộng và quần giả váy, không có quần ống suông. Còn mấy chị muốn suông thì về các chị tự vuốt cái ống nó suông lại. Bi tím còn size mấy nha chị đẹp? Còn 2, 3, 4, 5. Bi tím em còn 2, 3, 4, 5. Cho em cái quần, cái mấy cái quần giả váy bên đây đi chị đẹp. Cho em một cái quần màu xanh lá với một cái quần màu xanh xanh ngọc đó chị. Cái ngọc đậm đi, ngọc nhạt. Dạ. Đây chị quần giả váy nè. Chị Hằng Vũ lấy size bao nhiêu ký thì bình luận giùm em để em biết em lấy size nha. Quần giả váy là 80.000 một quần. Em còn màu xanh lá với màu xanh này là màu xanh ngọc. Ngọc này là ngọc đậm giúp em hoặc là màu xanh lý cũng được. Trời, đây nha chị nha, 80.000 một quần. Rồi em đang mặc là bi tím nha cả nhà. Coi cái cổ áo dài ở đâu mà quên đưa áo dài đó, đi sau lưng nó luôn hơn. Áo dài là 95.000 một áo nha cả nhà. Quần em đang quần áo dài là 80.000 một quần, một bộ là 175.000. Chị Hằng Vũ, chị Hằng Vũ là chị mua size 4 là chị mua giùm hả chị Hằng Vũ? Bi tím size 6 hết rồi chị Thúy Diễm ơi. Em nãy em dơ cái size 6 lên cho mình là em nói em còn màu đỏ đậm với lại là mã họa tiết đó chị, là nó còn size 6, còn mấy cái kia là nó còn size 4 với size 5 không à. Chị Hằng Vũ ơi, ở đây em thấy chị nói là chị mặc áo size số 3 mà ở đây em thấy là chị mặc, em chốt cho chị là size số 4, là size số 4 chị mua giùm thôi, chị mua cho chị vậy chị. Mặc áo size 3 thì mặc quần size số 2. Size 2 hoặc là size 1. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí, mã bông nhí nha cả nhà ơi, áo dài nha. Bông nhí, bông
size 4. Chị mặc là size 4 chứ không là size 1. Vậy hả? Vậy đưa chị cái 1. Quần size 1 hoặc là size 2 chị Hằng Vũ. Họa tiết size 6 em chốt cho chị Thúy Diễm. Ok chứ Thúy Diễm. Rồi áo dài nha các chị ơi. Áo lẻ là 95.000 một áo nha. Chất thun lỗ giúp em luôn. Còn nguyên bộ như em đang mặc thì 175.000. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, lên giúp em mã bông nhí nha cả nhà. Bông nhí, bông nhí này các chị mặc với quần màu đen, quần màu trắng hoặc là quần màu ngọc giống như em mặc nè, rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc nha. Mã em đang mặc là mã bông nhí. Cái này các chị lên giúp giùm em là đỏ, đỏ bông đỏ. Bông đỏ em còn được size số 4 không à cả nhà. Bông đỏ này em còn được size số 4 không à. 61-62kg đến 65-66kg đổ lại tùy chiều cao ha, cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ đô. Đỏ đô em còn được có một cái size 1 à. Đỏ đô em còn được có một cái size 1 à các chị. Còn được size 1 không mà đỏ đô giúp em ha, 95.000 một áo. Rất là đẹp luôn. Áo dài đợt này em còn được ít rồi các chị ơi, không có còn nhiều. Bông nhí hiện tại là còn được có 1-4-5 hả chị Nguyễn Tuyết ơi. Còn được size 1, size 4 và size 5 mà. Chốt em mã này là mã xanh xanh lá nha mấy chị, nhí nhí xanh. Cái này là nhí xanh. Nhí xanh em còn, nhí xanh em còn được 3-4-5. Cái chị đẹp chốt em mã nhí xanh nha. Nhí xanh em còn được size 3, size 4 và size 5. Chốt em mã nhí xanh đi cái chị. Cái này nhí xanh này cái chị mặc với quần màu đen, quần màu trắng hoặc quần màu xanh lá hồi nãy em lên với mấy chị đó. Rất là đẹp luôn. Lên với em mã này mã nhí xanh nha. Nhí xanh. Rồi cái này lên giúp em màu dưa cải. Dưa cải em còn size 1 không à cả nhà. Chốt em màu dưa cải nha các chị, dưa cải. Dưa cải em còn size số 1 thôi các chị. Chốt em mã dưa cải. Cái áo này là chất von lụa Nhật nha các chị. Còn cái áo mã màu hồng, màu mã nhí hồng đó là nhí hồng với hồng sen là em chưa có đó, chị rút ra giùm em đi. Chớ em mã nhí hồng nè cả nhà ơi, cái nhí hồng này cái chị mặc với quần trắng là siêu đẹp luôn á. Siêu đẹp luôn, cái mã nhí hồng này trẻ cái chị mặc cũng được mà lớn tuổi các cô mặc càng đẹp luôn nha. À, mặc cái này mà đi đám cưới đi làm xui là ok luôn nha cả nhà, nó có kim tuyến ở nhà ngoài nó rất là đẹp luôn. Có 175.000 hả, mặc đi đám cưới các chị đẹp chú đi chụp hình rồi cũng rất là đẹp không nha. Để con cái đám cưới mà đi thuê cái áo dài cũng hết nhiêu tiền rồi mấy chị, rồi đi mai một cái nữa là cũng 500-600.000 cả triệu mới ra được cái áo dài. Mặc có 1 lần 2 lần lấy cái này đi, rất là đẹp luôn. Cái này các chị để mặc đi đám cưới đám hỏi cũng được, mà các chị mặc thường đi chơi này kia mình chụp hình cũng rất là đẹp luôn. Mã nhí hồng. Quần giả váy em hết màu đen size số 2 rồi chị Hằng Vũ, em chỉ còn màu đen size số 3 thôi. Quần giả váy chỉ còn màu đen size 3 thôi nha chị. Mặc áo size số 4 thì chị lấy quần giả váy size số 3 cũng được, chỉ còn size số 3 thôi nha chị. Đỏ 1 với dưa cải 1 em chốt cho chị Quản Trí Thơ là đỏ đô. Là em hết mã đỏ đô luôn. Chị nào lấy cái nhí hồng này đi rất là đẹp luôn á các chị. Nhí hồng, nhí hồng là em nhí hồng còn 3-4-5 hả Quyên? Dạ. Nhí hồng còn 2-3-4-5 các chị, rất là đẹp luôn. Rồi cái này lên giúp em là hồng sen hết 3 hả? Dạ, còn 3 hồng. Chị Hằng Vũ một cái quần đen giả váy size số 3. Chị Hằng Vũ này là khách ở Việt Nam hay khách ở nước ngoài? Nhà nhận dùm ha. Rồi vậy là có gì gửi riêng cho chị nha. Rồi lên giúp em mã này là mã hồng sen nha cả nhà. Hồng sen, hồng sen em còn được size số 4
4 với size 5. Cái hồng sen này mặc với quần trắng là siêu đẹp. Cái quần trắng này. Lên giúp em hồng sen nha. Hồng sen em còn được size 4 với size 5 cả nhà. Rồi cái áo này là chất liệu vải, nó là von lụa Nhật nha các chị ơi. Von lụa Nhật giúp em nha, rất là đẹp luôn. Em còn được size số 5. Mã vàng. Size số 5 này là cho các chị đẹp nha. Em 67kg đổ lên và 72-73kg đổ về là mặc đẹp. 67kg đổ lên, 67kg đổ lên, 72-73kg đổ về là mặc đẹp. Cái size số 5 này lên giúp em mã vàng 5. Giấu nữa. Rồi lên giúp em mã này là mã tím. Tím này mặc với quần đen là siêu chốc luôn nha mấy chị, siêu sang luôn á. Em còn được size 3 với size 5. Lên giúp em mã này là mã tím. Tím em còn được size 3 với size 5. Lên giúp em mã tím. Rồi view lên không nổi luôn đó mấy chị ơi. Rồi lên giúp em màu này là màu da nha mấy chị ơi. Màu da. Da là em còn được size 3 với size 5 luôn. Da em còn được size 3 với size 5. Các chị đẹp chốt. Chị nhớ nhắc người nhà chị là có đơn ở bên em. Shop xí điệu hàng đẹp giá rẻ để bên em gửi hàng nha chị. Dí hồng có size số 2 không? Có. Chị Nguyễn Tuyết. Dí hồng em còn được cái size 2 đó chị. Cái size 2, cái size 3, size 4, size 5 thì em còn nhiều. Lên giúp em mã này là mã da nha mấy chị. Da em còn được size 3 với size 5. Giúp em mã da. Rồi ngọc. Ngọc còn 2, 3. Ngọc em còn được size 2, size 3 và size 4 nè. Các chị lên giúp em mã ngọc nha. Mã ngọc. Rồi mã kem. Kem là em còn được size 2, size 3 và size 5. Kem em còn được 2-3 năm, cái chị đẹp chốt giúp dùm em ha, mã kem, rất là đẹp luôn, kem. Dí hồng size 2 cho chị Nguyễn Tuyết là em hết dí hồng 2 luôn nè. Quần trắng giả váy em có chị. Quần trắng giả váy thì em còn size 2 cho chị. Quần trắng giả váy còn size 2 đúng không? Thôi rồi nhí hồng cho chị Nguyễn Tuyết nha, nhí hồng 2 cho chị Nguyễn Tuyết rồi em hết. Rồi hết áo dài nha mấy chị ơi, đây là quần trắng giỏ váy 80.000 một quần. Đây nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Quần giỏ váy, rồi lên giúp em hả này 80.000. Chị Hàng Vũ một cái quần trắng size số 2 giả váy luôn. Chị Tường Hạnh, chị mới nhận xếp bộ ống suông 100k đẹp lắm em. Bộ mango á đúng không chứ Lan Chi Lê? Bộ mango, bộ mango đó em còn đó. Bộ mango quần ống suông với áo ra tâm gân em còn đó chị. Nó còn cái áo nó giống vậy, nó chỉ có cái họa tiết của cái quần thì nó khác thôi à. Rồi em qua mẫu khác cho mấy chị nha, lên đồ khác nha mấy chị. Em lên đồ dập ly đi, lên đồ dập ly sale đi, tiếp nói cái đơn sale hồi hôm qua cho mấy chị. Lên dập ly sale nha cả nhà. Cái bông nhí em đang mặc đó là size số 2 đó chị. Đổi size số 1. Cái Nguyễn Tiết size số 1 cho Nguyễn Tiết lấy đi. Em lên cho cái chị bộ dập ly nha cả nhà. Tương tác lên với em đi cả nhà ơi, cả nhà ơi. Bông nhí size số 1 cho chị út cho em cái đó luôn đi chứ đi. Cho chị Nguyễn Tuyết, ok chứ Nguyễn Tuyết. 77k một bộ dập ly sale cả nhà ơi. 77k
77 cành là có một bộ đồ siêu đẹp, siêu mướn, siêu mát. Bảo hành 7 năm. 77 ngàn là bảo hành 7 năm luôn cả nhà ơi, đẹp lắm luôn á. Quá đẹp luôn. 77 ngàn em bán lại giá vốn cho mấy chị luôn á. Nhưng mà bộ này em không có size to nha. Bộ này em chỉ có size 60kg đổ lại thôi. Lấy thêm nhí hồng size số 3 cho chế Nguyễn Tuyết là em hết nhí hồng 3 luôn nè. Áo dài nhí hồng 4. Ủa quên, áo dài bông nhí đúng không chị Trần Thị Hà? Chị Hà lấy cái bông nhí là cái áo giống như cái áo em mặc đúng không? 95.000 một áo, quần em đang mặc là 80.000 một bộ, có 175.000. Em lấy cho chị Trần Thị Hà cái áo dài này nha, size 4. Nhí xanh còn size số 3 không? Nhí xanh hết size 3 rồi chị, nhí xanh chỉ còn size 4 với size 5 à. Ok chứ Trần Thị Hà nha. Áo bà ba em còn đó chị. Áo bà ba em còn, nhưng mà những cái mẫu đó em đã lên nhiều like lắm rồi, nó còn lẻ lẻ size không mà lên mấy chị cũng không có mua, nên là giờ em qua hàng khác nha. Xếp đùi thun lỗ 80k còn size 3 hay size 4 không hết trơn rồi chế Trà Trịnh Thu Hồng ơi. Hình như là nó còn size 2 không hay size à, còn size 4 à, hay size 3 hết rồi chế ơi, hết trơn. Còn 1 với 2 không à. Chính xác là còn 1 với 2 thôi. Qua còn có 2 bộ 3 chứ bộ 4 em bán rồi. Rồi bây giờ lên dập ly nha mấy chị ơi. Nhí hồng 3 chị Nguyễn Tuyết có đó chị, em lấy cho chị rồi. Đơn của chị Trần Thị Hà đi đơn luôn khỏi gọi. Ok chứ Trần Thị Hà ha, em dồn hết đơn em đi cho chị luôn nha chị đẹp. Tương tác lên giúp em đi cả nhà, bộ em mặc có 77.000 à, các chị mua ủng hộ em đi. Cái này là lấy công bán, lấy vốn lại chứ không phải lấy công làm lời nữa mấy chị, tại bán không có lời. Chị nào mà mua nhiều nhiều là em phải bù thêm cái tiền ship để em gửi cho mấy chị nữa đó. Hả? Chế Nguyễn Tiết ơi, còn được có một cái nhí hồng 2, cái nhí hồng 3 em chốt cho chế là hết luôn rồi đó. Hết size 2 luôn, size 3 còn được cái gì vậy Quyên? Size 3 còn có mã là này. Nhí xanh 3 còn. Nhí xanh 3 còn nè, trời đất ơi. Bữa nay hai người sao đâu á. Rồi chị Kim Sang Ngô, nhí xanh 3 em còn nè, em lấy cho chị nha chị đẹp. Size 3 chỉ còn được có cái nhí xanh thôi chế Nguyễn Tiến thôi, còn lại là hết rồi đó. Đưa hai cái đất đây. Để cho 3 cái. Chứ Kim Sang Ngô em lấy cho chị cái này nha. Lấy đi chị, đẹp lắm á. Về mặc với quần màu xanh lá, hoặc là quần màu trắng, hoặc là quần màu đen đều ok hết. Nhận đồ bà ba, cất tân ưng ý đẹp nha em. Cảm ơn chế Hằng Ngọc ạ. Nhí hồng size số 1 phải không? Nhí hồng 1 không có. Nhí hồng hiện tại bây giờ em chỉ còn 4 năm thôi đó chị. Đồ em đang mặc 53kg, mặc được không? Dạ, mặc đẹp luôn á chế Hồng Hải. Bộ em mặc 53kg là chế mặc là em bao đẹp luôn, chứ không phải là vừa hay không. Ờ cái bông nhí đó em. Bộ em mặc là chế mặc đẹp luôn đó, 77.000. Chốt là em siêu đẹp luôn, tại vì nó là size nhỏ không mà size 60kg đổ lại không em mới bán cho mấy chị là về giá vốn đó. Em nhập 77.000, em bán cho mấy chị là 85.000, tại vì hôm bữa về đầu tiên là em thấy size nhỏ rồi là em biết em bán chậm rồi nên em bán có 85.000 là nó rẻ, lời có mấy ngàn thôi. Mà bán vẫn chậm. Cuối cùng bây giờ là bán về giá vốn cho mấy chị luôn 77.000. Mấy chị trả giùm em 25.000 tiền phí ship. Mấy chị muốn mua bao nhiêu cũng được chân nha. Nhí xanh không có size 2 luôn chứ ơi, size 2 bây giờ không còn cái áo nào trơn á. Size 1, size 2 bây giờ là không còn cái nào. 1 còn hả? 1 còn mã gì? Size 1 chỉ còn được cái mã dưa cải thôi, size 2 là không còn cái nào, size 3 thì còn được cái nhí xanh, còn lại là còn size 4 với size 5 nha mấy chị ơi. Bộ em mặc là không phải là đồ, em mặc là đồ dập ly, mang đồ dập ly, nó là đồ bộ đúng rồi. Đồ gấm hả? Đồ gấm em còn có mấy bộ hôm bữa chị Nguyên Hương. Bộ đang mặc chốt cho chị Sen trắng. Ok chị Sen trắng. Ê trà chăm nước gót không phải nước. Bộ đang mặc
Rồi còn cái nào nữa ha? Ok, bỏ em mặc chốt cho chế Hồng Hải. Bỏ em mặc nhiều màu lắm. Bỏ em mặc cái chị lên giúp em mã số 1. Em chốt cho chị Hồng Hải một bộ với chị Sen trắng bộ rồi đó. Bỏ em mặc là bộ màu đỏ, bộ màu cam. Màu cam mà lên cái viền màu đỏ thì lên giúp em mã đỏ nha mấy chị. Chốt theo cái viền này giúp em. Màu em đang mặc là màu đỏ. Cái màu của nó là màu màu hơi cam cam nha. Là cái viền màu đỏ lên giúp em mã đỏ. Mã này lên giúp em mã cam. Cái này là hồng da. Cái này là hồng dâu. Cái này là hồng dâu nha. Hồng da. Màu cam. Màu vàng. Màu hồng sen. Rồi cái này là màu xanh ngọc. Dạ còn á cô Nguyễn Thanh Quyên cho chị hai bộ tâm gân đó Quyên. Sau lưng em á bộ xả bữa. Đây cô Nguyễn Thanh ơi con còn nè cô. Cô lấy đi bộ này đẹp nè. Con còn hai bộ nè. Nhí hồng size số 4 vuốt lại size 3 được không em? Dạ được chế Nguyễn Tiết. Được nha chị. Quần dài nha chị Ngọc Thảo Phạm. Quần dài nhưng mà quần cũng mang gồ là nó cũng không có dài lắm đâu nha mấy chị. Nó vừa thôi nha. Nó vừa thôi à. Đây cô Nguyễn Thanh. Dạ ôm size nhỏ là to là bán lỗ không luôn á cô. Cái này là hôm bữa là báo với con là có size đại nè. Con hỏi size đại nhiều không? Là con lấy tại vì con thấy kiểu đẹp, bông đẹp, giải cũng đẹp nữa. Xong rồi nói là nhiều con. Xong cuối cùng về được có tầm khoảng chắc được 20 bộ size đại à. Còn nhiêu là size nhỏ không size nhỏ xíu. 85.000 một bộ cô Nguyễn Thanh ơi. Size 65-66kg đổ lại. Hai bộ này đẹp lắm nè cô lấy đi. Cho con cầm mình chắc nó gần cả ký luôn. Cái giải nó đẹp dữ lắm. Cả nhà ơi, cả nhà chốt giúp em đi bộ em đang mặc là mã số 1 nha. Mã số 1 đây. Đẹp lắm luôn á cả nhà. Em S58 là em mặc cái quần của nó là vừa phủ cái mắt cá chân chứ nó chưa có tới cái gót chân nha mấy chị. Bộ em mặc cái chị lên giúp em là mã số 1. 1 đỏ, 1 ngọc, 1 hồng sen, 1 vàng, 1 cam, 1 hồng da và 1 hồng dâu. Rồi, da dâu ạ. Rồi em hết nha. Rồi lên tiếp giúp em bộ này là mã số 2. Mã số 2 đi cái chị 60kg đổ lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 2 đi cả nhà. Mã số 2. Lò mới kêu em á có dập ly nữa kìa lấy không. Em nói thôi em nghỉ bán dập ly rồi. Đợt này là nghỉ thiệt rồi. Đơn của chị Nguyễn Tiết được mấy cái áo dài nhí. Kiểu của chị Nguyễn Tiết được hai cái áo dài nhí hồng, một cái size 2 với một cái size 3. Rồi lấy cho cô Nguyễn Thanh hai bộ đó Nguyên, 85.000 bộ. Chị Phan Thị Hồng Hải là lấy bộ nhí hồng nào ta? Bộ nhí hồng nào vậy chị Phan Thị Hồng Hải? Hai bộ size 4 đó hết rồi chứ sang trắng ơi. Em chốt cho cô Nguyễn Thanh là em hết rồi. Bộ đó là bộ tâm gân á chị, 85.000 em đang sale á. Tâm gân em còn ở đây chắc còn được tầm khoảng 50 bộ á mấy cả nhà. 50 bộ á. Xong rồi mấy chị có muốn mua thì chút xíu em lên luôn cho. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 2 đi cả nhà, mã số 2. Cái thôi em là nó chống từ từ rồi đó mấy chị. Bữa giờ em không có nhập hàng, tháng này là em nhập hàng ít nè. Hết vốn rồi. Chắc em mã số 2 đi cả nhà, mã số 2 cho em xem hai bộ size 4 rồi hả. Rồi lên với em mã số 2 nha cả nhà, rất là đẹp luôn cả nhà ơi, giải nó mướt dữ lắm. Mã số 1 màu xanh bơ em chốt cho chị Ngọc Thảo Phạm ở trên đây hả? Ở xanh ngọc chứ không phải xanh bơ nha chế. Đó bộ xanh ngọc ngay đầu gối em đó. Đó màu xanh này nè chế, nó là xanh ngọc quá, em lên nó là xanh ngọc nè. Không lên luôn nó chèn ơi là chèn, tao nói nó bắt á. Không có nổi lên bình luận. Hồng da cho chị Phan Thị Hồng Hải một bộ nè.
cái đó hồng da đó. Xanh ngọc cho chế ngọc thảo phạm nè. Chị Thanh Nga Phạm ơi, một hồng chế lấy hồng nào? Em có hồng sen, hồng da với hồng dâu, chế lấy hồng nào em lấy cho. Đó là ba màu lận. Em đọc theo cái viền này nè. Màu nào cũng đẹp hết trơn á cả nhà. Lên với em mã này là mã ngọc nha các chị ơi. Ủa anh mã số 2 lộn. 60kg đổ lại mặt dừa. Mã số 2 đẹp xuất sắc luôn á cả nhà. Ok chế ngọc thảo phạm. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 3. Mã số 3 đi cả nhà ơi, mã số 3 đẹp quá trời đẹp luôn á. Cái vải mướt rượt cả nhà. Cái vải màu nó đẹp lắm các chị. Trời ơi cái quần nè. Các chị nhìn nè. Không có một cái vết nhăn luôn, mướt rượt. Mát lạnh. Lên giúp em bộ này mã số 3 nha, mã số 3. Chốt em mã số 3 đi các chị, mã số 3. Đẹp quá đẹp. Chốt em mã số 3 đi cả nhà, mã số 3. 77.000 một bộ cả nhà, chốt đi cả nhà, chốt chừng 5-6 bộ để dành mặt cả nhà, mát rượi luôn. Chiều chiều đi rước con luôn. Chốt em bộ này là mã số 3, 60kg đổ lại mặt dừa, quá đẹp luôn nè, mấy bộ này đẹp quá luôn, sao mấy chế không chốt. Mã số 2 với mã số 3 cho chế Nguyễn Tiết, ok chế Nguyễn Tiết, đẹp lắm luôn á. 77k, 77 cầm. Lên giúp em bộ này mã số 4. Mã số 4 là 57kg đổ lại mặt dừa. Mã số 4 là 57kg đổ lại mặt dừa, quá sang luôn các chị ơi. Lên nền. Năm mươi bảy kg đổ lại mặt dừa, bộ em đang mặc là mấy chị lên giúp em mã số 4, đẹp lắm luôn á, mã số 4 nha. Mã số 4 em có 3 bộ, 57kg đổ lại mặt dừa. Có gì kéo không chứ Điệp? Có gì kéo mà tại chị Điệp không có kéo. Không, nó giãn mà, nó có đầu giãn mà. Đúng rồi, đẹp vậy chị Điệp. Vì mặt cái nó không có dính cái nó cơ. Đẹp chưa? Không, cái đó chị về. Không, cái đó chị về, chị vuốt vô. Đẹp nha. Được rồi, mặc vậy là ok rồi đó. Chưa sừng là mé. Mã số 4 em chốt cho chị Nguyễn Tiết một bộ. Có hai bộ. Số 4 em chốt cho chị Sen Trắng một bộ. Số 3 em chốt cho chị Ngọc Thảo Phạm. Áo cách tân mã ngọc, mã bơ, mã cam còn size 82kg. À, mã ngọc với mã cam thì em còn, còn bơ em hết chị Lê Mỹ Dung nha. Bơ em hết là bơ em không còn cái nào hết trơn hả chị. Size số 4 còn được cái bướm ha, còn được cái mã bướm thôi. Bơ em hết. Cam với ngọc thì em còn. Rồi bộ em mặc là mã số 4 nha. Số 4 em còn một bộ nữa cả nhà, 57kg đổi lại mặt dừa. Rất là đẹp luôn. Chốt em mã số 4. Rồi lên với em bộ này là mã số 5 nè. 60kg đổ lại mặt dừa, lên với em mã số 5. Bộ này là mặt là siêu trắng luôn nha cả nhà. Cái bông của nó cũng đẹp. Cái bông nhí rất là đẹp, cái bông nhí màu tím. Màu tím cà với lại là màu trắng. Bộ này là quần chính tóc. Bộ này là quần chính tóc nha cả nhà ơi. Bộ này là quần chính tóc. Đúng rồi, em phải kéo. Lên giúp em bộ em đang mặc, cái chị lên giúp em mã số 5, quần chính tóc 60kg đổ lại mặt dừa, chốt em bộ này. Trời ơi, mặc lên nó trắng rồi nè. Chắc lấy thêm bộ nữa quá. Hôm qua mặc bộ cam kia đẹp. Thôi mặc bộ này trắng nữa. Thầy cái giải hôm trước mà giải tiếp gì đó, tiết giải nhà cổ đẹp nãy nó vừa đó quý em mặc đẹp, đẹp á, tại chị nó bạn em có cái này nó dài nè, em mặc cái áo ngực lên xíu nữa là đẹp lắm luôn. Lấy đi bộ màu này cũng dễ mặc vừa em luôn á, khỏi phải chỉnh sửa. Chị điện thoại nhưng mà chị mặc cái nó bị lướt. Mã ngọc với mã cam, áo cách tân size số 4 cho chị Lê Mỹ Dung. Trời ơi gọn hơ luôn Nguyên ơi, em mặc bộ này đẹp nè. Bữa giờ mà bộ này là ok luôn đó. Đẹp bắt đẹp bắt. Không có mặt màu đỏ, đừng có đưa màu đỏ. Mặt còn gớt hơn, mặt dính ở đâu. Hương là không có màu đỏ. Rồi em lấy bộ này. Bộ này đẹp quá, mặt lên trắng quá, trời trắng luôn. Cam 4. Mã số 5 chốt cho xí nhiều một bộ. Em còn một bộ mã số 5 nữa nha cả nhà. Chốt em mã số 6 thì rẻ quá, chừng rẻ luôn rồi. Lấy để dành mặt mấy trái ơi.
lên giúp em bộ này nha các chị ơi, 60kg đổ lại, 55kg đổ lên, 60kg đổ về, bộ này là mặt đẹp nè. Lên giúp em bộ này là mã số 6. em bộ chuyện bộ thì đẹp quá. Bữa nào mình đi chợ đi em thấy mình mặc đậm. Ừ, mình đi chợ đi em bữa. Rủ đi hoài, có ai đi đâu. Rồi tới nào ở lại đi. Ừ, ở lại đi đi. Có mai đồ mới lên kìa. Dạ, chị Kim Sơn, mua dập ly bên mình là nhiều lắm luôn nè. 77k cả nhà ơi, lên giúp em bộ này nha cả nhà, chốt em mã số 6 nè. 55kg đổ lên, 60kg đổ về, chốt em mã số 6. 77.000. Mấy bộ này kiểu nó đẹp lắm mấy chị. Nói chung là hàng này chịu khó làm kiểu dữ lắm luôn á. À, lá sen nè, lá tay, búp lá sen nè. Lên giúp em mã này nha, mã số 6, lên giúp em mã số 6. Rồi chốt em bộ này mã số 7. 60kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em mã số 7. Cái tạng người nó đều người á, em biết là em chọn em đều với em màu đồ đều giống như là không biết là em mai hay em mua ở đâu. Người ngát luôn rồi. Người ngát lá tát luôn rồi. 60kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 7. Chớ em mã số 7 thì cả nhà không có size 65kg chứ ơi. Mã số 7 nha các chị ơi, mã số 7 đẹp quá, chị đẹp luôn mã số 7. Không có size 65kg em mới giảm giá cho mấy chị còn 77.000 nữa. Cái bộ này là không có dập ly nha mấy chị ơi. Không có dập ly. 60kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 8. Mã số 8 cả nhà, quần 9 tấc. Cái này là quần 9 tấc. 60kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 8. Lấy cho mình size số 3 được rồi. Áo bà ba mình mà size số 3 là sớt. Chị 63,2kg là chị cao bao nhiêu vậy chị Lê Mỹ Dung? 62kg cho em chiều cao đi chị. Chị gọn người, chị mặc size số 2, size số 3 mới vừa nha. Gọn người mặc size 3 mới vừa nha chị. Chứ không, không nếu không thì lên size 4 giùm em. Tại thun lỗ là nó co giãn ít hơn là cái thun màu nha. Cho em cái chiều cao đi chị. Rồi lên giúp dùm em bộ này nha các chị. Chốt em mã số 8 nha. Mã số 8. Rồi lên giúp em bộ này mã số 9 đi cả nhà. Mã số 9. Cái này là không có dập ly cả nhà. Mã số 9. Chốt em mã số 9. Rồi bộ này 65kg trở lại mặt dừa nè. Lên giúp em mã số 9. Chừa cho chị hai bộ này đi chị đi. Chị hai mặt dừa tới 2 bộ rồi. Vậy hả? 2 bộ kỹ vậy nè. Vậy hả? Ừ. Đấy rồi hả? Lên giúp em bộ này nha các chị. Bộ này tầm khoảng 63-65kg đổ lại mặt dừa nè. 65kg đổ lại mặt dừa, chốt em mã số 9 này. Hàng này không có dập ly ha. 77.000 một bộ. Chốt em mã số 9. Rồi mã số 10 cả nhà, mã số 10. Mã số 10 cả nhà, 57kg đổ lại mặt dừa, chốt em mã số 10. Một mét 662kg chị gọn người không? Chị Lê Mỹ Dung ơi, gọn người thì em lấy cho chị nha. Lấy cho chị xe 3, rồi chị muốn đổi lại loại xe 3 thì em đổi lại để em nhấn cái bình luận này ra. Nhưng mà Ngọc 3 hết rồi. Còn Ngọc 2 mới hết. Rồi ok, chị Lê Mỹ Dung mua rồi mà size 3 thì em chốt cho chị size 3. Mã 10 cho chị Ngọc Thảo Phạm. Mã số 10 em còn mấy chị. Mã số 10 cả nhà ơi quá đẹp luôn. 57kg đổ lại mặt dừa, chốt em mã số 10. Trời ơi mấy cái bộ này dễ thương quá. Chắc tu dài bộ quá chị đi. Để dành hả? Để dành. Rồi có mặt giáp không? Bài đồ của em bây giờ chảnh nó còn quần đùi là nhiều à. Mỗi hổm em lấy quần đùi nhiều, quần dài với quần chính tắc. Mới có mấy bộ. Mã số 10 em còn nha cả nhà ơi. Mã số 10 57kg đổ lại mặt dừa, lâu lâu mới có mấy cái size gọn gọn. Chốt đơn tiện. Mã số 10 nha cả nhà, 57kg đổ lại mặt dừa. Mã số 11 là 65kg đổ lại nè. Cái này em có size lớn nè mấy chị. Mã số 11 là em có size 65kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 11. Chốt em 11 nha cả nhà ơi, 11.
11 em có màu cam với em có màu đỏ. Các chị lấy 11 cam hoặc 11 đỏ thì chốt giúp em size 65kg đổ lại. Nó còn được có vài bộ size đại à. Em có 11 cam với 11 đỏ. Rồi lên giúp em bộ này mã số 12. 12 60kg đổ lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 12. Bảy mươi bảy ngàn một bộ cả nhà. 60kg đổ lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 12. Quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. 12 nha, 12. 60kg đổ lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 12. 77 ngàn một bộ. 11 cam. 11 cam cho chị Ngọc Tú. Ok chứ Ngọc Tú. Rồi em đang mặc là mã số 12 cả nhà, 60kg đổ lại mặt dừa cho em mã số 12 nha, 12. 11 cam cho cô Báo Ngô. Đẹp hết đi. Cho em bộ này mã số 13, 60kg đổ lại mặt dừa cho em mã số 13. 13 cả nhà ơi. 13 60kg đổ lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 13. Mua đi shop này bán đồ rẻ mà đẹp lắm. Em cảm ơn Chế Hương Lê. 12 cho Chế Ngọc Thảo Phạm. Ok Chế Ngọc Thảo Phạm. Rồi em đang mặc mã số 13 nè các chị, 60kg đổ lại mặt dừa. Ồ đẹp quá mấy chị ơi. 77.000 một bộ. Lên giúp em mã số 13. 14 là không có dập ly các chị. 14 là không có dập ly ha. 14 rất là đẹp luôn nè. 60kg đổ lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 14. 14 em có 14 hồng. Nó là quần chín tóc nha các chị. Quần chín tóc. 14 em có 14 hồng với 14 xanh. Em có 2 bộ 14. 13 cho Chế Ngọc Thảo Phạm luôn. 15 lên giúp em bộ này mã số 15, 13, 13 cho chị Phước Trần một bộ. Ở 13 cho chị Phước Trần chứ không phải chị Ngọc Thảo Phạm, chị đọc lộn. Không. Chị Phước Trần. 12 em 12, 12 mấy của chị Ngọc Thảo Phạm, 13 của chị Phước Trần. 15 lên giúp em 15 cả nhà, 60kg đổ lại mặt dừa. 15. 15 60kg đổ lại mặt dừa. Lên giúp em 15. Đẹp quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ờ, cái bộ này đẹp lắm luôn nè. Lên giúp em bộ này mã số 15 nha, 60kg đổ lại mặt dừa cho em mã số 15. Rồi 16 cả nhà ơi, 16. 16 đẹp quá, 60kg đổ lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 16. Bộ bà ba màu ống rộng 110. Bộ 110 nó là quần ống đứng chị. Quần ống đứng chứ không phải quần ống rộng. Không, cái đó là bộ cổ bao. Còn bộ nút thắt đưa lên trên kệ rồi. 15 cho cô Báo Ngô. Bộ ống rộng mình sale. Bộ ống rộng đó mình sale có 100 ngàn hả? 100 ngàn hay 90. Hôm bữa là bán hết rồi. Bộ ống rộng là em hết hàng rồi nha chị ơi. Em chỉ còn ống đứng nút thắt thôi nha. 15 cho cô Báo Ngô một bộ. Em còn một bộ nữa nha cả nhà, lên giúp em 16 đi cả nhà. 16 60kg đổ lại mặt dừa nè. Lên giúp em bộ này là mã số 16. Rồi lên giúp em bộ này mã số 17 đi cả nhà, 17. 60kg đổ lại mặt dừa cho em bộ này mã số 17. Nhưng qua em lấy bộ này nữa mà. Cái nào vậy đó, nhưng mà tay 17 nha cả nhà ơi, 17 60kg đổ lại mặt dừa cho em bộ này mã số 17. Đẹp quá đẹp luôn cả nhà ơi, 17. Có 77 ngàn hả các chị. Chốt đi. Đẹp quá trường đẹp luôn, 17. Số 10 và số 15. Có sai mình không? Không chị Hằng Vũ. Lên với em bộ này là mã số 18 nha các chị ơi. Phải không? Em thấy 17 không em?
không có size của chị nha chị Hàng Vũ ơi, bộ này em có size 60kg đổ lại thôi nha chị. Đùi hình như em còn được vài bộ á, nếu chị muốn mua thì em lên đùi cho đùi dập đi, em còn được có mấy bộ à. Ủa, cái bộ này nó giống cái bộ hồi nãy nè. Thưa bà. Giống hả? Bông giống. Giống. Cái khác cái gan à. Cổ vuông luôn, cái đó cổ vuông luôn hả Quyên? Cái này cổ vuông nhưng mà nó không có cái trẻ này. À, khác kiểu. Cho nó vô chung luôn đi, nó na ná nhau thì cho nó vô chung luôn. Tại nó khác nhau có một tí xíu nè. Giải dây chen. Bông dây chen. 18 là nó giống với mã số 3 hồi nãy á mấy chị. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 19 nha, cái chị 19. Nó 19 là 63kg đổ lại mặt giường. 19 em có 19 da và 19 ngọc. 19 da và 19 ngọc nha các chị ơi, 19 da với 19 ngọc. Lên giúp em bộ này là mã số 19, 63kg đổ lại mặt dừa nè. Em có màu da với em có màu ngọc, các chị đẹp chốt giúp giùm em nha. Da với ngọc. 63kg đổ lại. 19 da với ngọc cho chị Hằng Vũ. Cái này có thể chị mặc được nè. Con quần đó chị mặc được. Em còn một bộ 19 ngọc nha mấy chị. Cái này nó giống mà nó có để đại. Chớ em bộ này mã số 20. 20 em có 20 đỏ và em có 20 xanh. 19 ngọc cho chị Điệm Tèo. Cái này cái nãy mình có cái mẫu 65kg thôi rồi Quyên. Đó, màu đỏ với màu cam chị đây chị. Mã số như vậy. Mã số 10. Ủa, mã số 10 này size 65kg này chị Hằng Vũ có thấy không? Còn bộ da 65kg. Còn bộ này. Bộ này size 65kg đổ lại mặt dừa nè chị. Em có màu đỏ với lại em có màu cam. Giống là size đại đó chị. Đây cả nhà. Em còn được còn sót được có mấy bộ size đại à. Mã số 10 em có 10 11 chứ mã số 11. 11 là em có 11 đỏ và 11 cam. Đây, 65kg đổ lại mặt dừa nè, 11 đỏ với 11 cam. Còn được một bộ đỏ, một bộ cam, 65kg đổ lại. Cái con tai, còn cái này là cánh tiên. Bộ này mã số 20 giúp em nha, 20. 10 đỏ cho chị Điện Tèo, 10 cam cho chế Hằng Vũ. 20 đặt chung với hết rồi cô Báo Ngô ơi. Rồi bộ này 65kg đổ lại mặt dừa nữa nè, lên giúp em mã số 21. 21, 65kg đổ lại mặt dừa, giúp em bộ này mã số 21. 21, 65kg đổ lại mặt dừa cả nhà, lên giúp em bộ này mã số 21. Có một bộ. 22 nó là tay cánh tiên. 65kg đổ lại mặt dừa luôn. Lên với em bộ này mã số 22. 65kg đổ lại mặt dừa luôn các chị, mã số 22. Rồi, còn được 2 bộ. Rồi, 23. 23. Giống em bộ này mã số 23. 23, 65kg đổ lại mặt dừa luôn. Lên với em 23. 23, 65kg đổ lại mặt dừa luôn các chị, lên với em là 23. 23, 65kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em 23. 11, con còn một bộ đỏ. Mấy bộ đại đi. Cô Báo Ngô có lấy không? Cô Báo Ngô. Lên giúp em bộ này là mã số 23, 65kg đổ lại mặt dừa. Giúp em 24 cả nha. 24, 60kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em bộ này mã số 24. 24, 60kg đổ lại mặt dừa cả nhà ơi, lên giúp em mã số 24. Rồi 25, trời ơi dễ thương quá. 25 cả nhà ơi, 60kg đổ lại mặt dừa. 25, 23 cho chị Diễm Châu. Lên với em bộ này là mã số 25. 60kg đổ lại mặt dừa. 25, một cái bộ sơn thủy rất là đẹp. 25, 60kg đổ lại mặt dừa. Lên với em bộ này mã số 25, dễ cưng quá. 25. Rồi lên với em bộ này là 26. 60kg đổ lại mặt dừa các chị.
60kg đổi lại mặt dừa 26 25 25 em chốt cho chế Hương Lê. Lên với em bộ này 26 nha cả nhà, 26 26 nha các chị, 60kg đổi lại mặt dừa 26. Em chưa hỏi bình luận lên. Giờ này nổ lên trước. 25 em hết rồi chị Phước Trầm lên. 25 em chốt cho chế Hương Lê là em hết rồi. Chốt em bộ này mã số 27, bộ này dây kéo ở phía sau giúp em nha cả nhà, 60kg đổ lại mặt dừa, 55kg đổ lên, 60kg đổ về. Lên giúp em bộ này mã số 27, bộ này thì không có dập ly, bộ này là quần chính tóc. Chốt em bộ này là mã số 27, 55kg đổ lên, 60kg đổ về, dây kéo giọt mưa ở phía sau giúp em rất là dễ thương, quần chính tóc. Chốt em 27, 28 28 cũng vậy luôn nha các chị ơi, 28, 55, 60kg cũng không có dập ly. Chốt em 28, mấy bộ này mặc thích cưng quá chừng. 28 rồi, chốt em bộ này là 29 29, 57kg đổ lại mặt dừa. Lên chốt em bộ này mặc số 29 57kg đổ lại các chị. Chốt em bộ này mặc số 29 màu xanh đen. Em có 1 bộ 29 nha, 29. Ồ, 30 nó đẹp quá nè mấy chị. 30, 60kg đổ lại mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 30. 30, 77 nghìn một bộ chị. 30 cả nhà ơi, 30, mang rồi dập ly. Em sale về giá gốc cho mấy chị luôn đó, giá nhập nhiều bán nhiều. Chốt em bộ này mã số 30, 29 cho chị Thúy Nguyễn. 29 cho chị Thủy Nguyễn. Đúng rồi, size nhỏ không à chị. Size nhỏ em mới bán về giá vốn cho mấy chị nè. Có size lớn là bán lời đựng xíu rồi. Cái này là lô này là bán không có lời luôn đó. Ta nói là thường là người ta gọi là lấy công làm lời, còn em cái này là lấy công làm lỗ luôn rồi đó mấy chị, lỗ tiền xíp luôn á. Bộ này đẹp nè cả nhà, 30 chị nào chốt đi, 30 đẹp quá chừng luôn, 31 cũng xuất sắc luôn nè. 31 60kg đổ lại mặt dừa, lên với em 31. 31 60kg đổ lại mặt dừa, bộ này đẹp quá ha. 31 cả nhà ơi, 60kg đổ lại mặt dừa, 31. Rồi lên giúp em bộ này 32. 32, 58kg đổ lại mặt dừa nè. 32 quá đẹp luôn cả nhà ơi. Bộ này 32, 58kg đổ lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 32. 32 cả nhà, 58kg đổ lại mặt dừa, 32. Rồi 33, 60kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em 33. 33 nha các chị ơi, 33, 60kg đổ lại mặt dừa, 33 quá đẹp luôn. Cổ lá sen rồi, ở cái máy này chứ, thiệt chứ, tất cả. Nghỉ tức luôn rồi. 77 ngàn một bộ nha cả nhà, 29 cho chị Kim Phượng, 32 cho chị Sen Trắng. 29 hết hả? Rồi 29 chị Lùng Thị Kim Phượng ơi, em hết rồi nha, chị không có. 32 cho chị Sen Trắng, 31 cho chị Thủy Nguyễn. Chị Hằng Vũ là thêm một cái quần ấm rộng màu đen size số 3. Và ba cấp tân còn size 6 không? Dạ còn nha chị Võ Thị Bích Ngọc ơi. Bộ này đẹp nè chị Sen Trắng, lấy luôn bộ này đi chị. Bộ này đẹp nè, cổ lá sen. Lên cái phối đẹp lắm, màu vàng mà lúc nào cũng trắng da vàng mà đi dưới tông tím. Lên với em bộ này là mã số 33 33. Rồi 34 giúp em luôn. 34 thì cái chị 60kg đổ lại. Giống cái kiểu em đang mặc. Em là 50kg nha mấy chị. Lên với em bộ này là mã số 34 cả nhà, 34. Quá đẹp, 60kg đổ lại mặt dừa. Lên với em bộ này là mã số 34. Xuất sắc. Ừ. 35 cả nhà, 35.
35-62kg đổ lại mặt dừa lên giúp em bộ này mã số 35. 35-62kg đổ lại mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 35 cả nhà. 35-62kg đổ lại mặt dừa 77.000 một bộ. Lên giúp em bộ này mã số 35. 62kg đổ lại mặt dừa em có 2 bộ. 35 rồi lên giúp em bộ này là mã số 36. 36 nha các chị ơi, 36, 57kg đổ lại mặt dừa, 36. 36, 57kg đổ lại mặt dừa. Chị có thể coi lại like giùm em được không chị? 33 là bộ vàng, cho chị mượn lại bộ vàng đi. Tại vì cái đó hồi đầu like là em có like rồi á. Có like rồi, nó có cũng có bao nhiêu cái họa tiết đó đó chị. Em lên đi lên lại 4-5 lần rồi đó, hồi nãy cứ khúc giữa giữa cũng có lên cho mấy chị lại một lần rồi. Đây bộ này lấy đi chị, sang trắng rồi, bộ này đẹp nè chị. Mã số 33 này rất là đẹp luôn, lấy đi chị. Có một bộ một này. Cái giải nó mướt rượt luôn. Rồi lên giúp em bộ này mã số 37. 60kg đổ lại mặt dừa, 37. 33 cho chị sang trắng. Lên giúp em bộ này mã số 37, bộ này đẹp nè. 33 cho chị sen trắng, 35 cho chị Hằng Vũ, 37 cho chị Thủy Nguyễn. Chị ơi em nhận đồ rồi, đẹp lắm chị. Hôm nay chị gửi đúng địa chỉ nhưng sai tên, sai số điện thoại luôn. Ủa kỳ vậy? Sai tên, sai số điện thoại là do ở bưu cục đó chị, bưu cục nó đánh. Chị em qua em làm việc với cái bạn đánh đơn hàng, cái bữa giờ sai hoài luôn á. Nó sai hoài luôn á chế. Hôm nay nó qua em xử đẹp đó em. Bắt một ổ kiếm vàng cho nó như chế. Bỏ lửa trước đi. Bỏ kiếm lửa cũng dễ kiếm hơn kiếm vàng. Quan quét cho con bự bự không mà tính thần. Lên giúp em bộ này là mã số 37 nha chị, 37 nha cả nhà. 37 60kg đổ lại mặt dừa cho em mã số 37. Rồi lên giúp em bộ này là 38 nha cả nhà. 38. Bên đây em ghi tên vậy đó, qua bệnh nó đánh không giấu, không giấu gì nó phá lẻ hết trơn á chị. Chiều nay em xử đẹp đó, 37 cho chị Lê Ngời. 38 chả nhà ơi, 38 60kg đổ lại mặt dừa nè, 38. 38 60kg đổ lại mặt dừa, cái kiểu này dễ thương quá. 38 60kg đổ lại mặt dừa luôn, giải rất là đẹp luôn nha các chị mà nhí 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 nữa. 47kg thì mặc bộ này nè chị Nguyễn Liên. 47kg thì lấy dập ly nè chị, là dễ mặc nhất rồi đó. Lên giúp em bộ này nha cả nhà, chốt em bộ này là mã số 38 nha, 38. 39 cả nhà ơi, 39 rất là đẹp luôn nè. 55kg đổ lại mặc dừa, 55, 56kg trở lại mặc dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 39 nè. Quần 9 tóc, 55, 56kg trở lại mặc dừa, lên giúp em bộ này. Giống mẫu em có 39 ngói và 39 ngọc, em có ngói với ngọc nha, 39 có hai màu. Rồi chốt em bộ này là mã số 40. 40 là 55 56kg đổ lại mặt dừa luôn, cũng quần chín tóc luôn, chất lên nành. 40 màu đen, 55kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em bộ này mã số 40. Dây kéo nó nằm ở phía sau nha cả nhà. Rồi 41 là màu đỏ mận, cũng 55kg đổ lại mặt dừa luôn, 50kg đổ lên, 55kg đổ về, lên giúp em màu này là mã số 41. Chốt em 41 cả nhà. Rồi 42. 60kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em bộ này mã số 42. Quá đẹp. 42, 60kg đổ lại mặt dừa, chốt em bộ này mã số 42. Hôm nay em xuống em nấu ăn đi.
đau bụng rồi. Sướng nấu ăn đi à? Mà chuẩn bị sướng lại cái mà cái chảo đó em lấy cái giấy á, em thấm cái dầu nó ra đổ dầu mới vô. Chố em bộ này nha cả nhà ơi, lên giúp em bộ này nha, rất là đẹp luôn. Tương tác lên giúp em mấy chế ơi, mấy chế ơi. Ôi ôi nó dễ thương nè mấy chị. 60kg đổ loại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 50. Lên giúp em bộ này mã số 50, cái bông đẹp chưa? Mã số 50, 60kg đổ loại mặt dừa, giúp em bộ này mã số 50. 77.000 một bộ cả nhà ơi, em nhập vô, em nhập giá bao nhiêu em bán cho mấy chị bao nhiêu đó. Lên giúp em bộ này là mã số 51. 60kg đổ loại mặt dừa luôn, 51. 51 cả nhà ơi, thôi em ớt cái like này đi mấy chị. Được không? Mấy chế đẹp nhà em không có coi gì hết trơn á, sao bây giờ. Đại này để riêng bản nó 50 em chốt cho chế Thanh Ngân Ngân. Ok, chế Thanh Ngân Ngân, chế Thanh Ngân Ngân đã chốt rồi, em sẽ lên tiếp cho mấy chị. Em có cái bộ đại này 6 màu đen nè, 65kg đổ lại mặt dừa này, cái đẹp nào. Lên giúp em mã số 52. 51 là cái bộ đó đó. Đúng rồi, 50 là đó. Ủa 50 là bộ đó đó, 50 là bộ tay chị cầm, 51 là bộ đỏ. Em có cái bộ này 65kg đổ lại nè cả nhà. Lên giúp em bộ này là mã số 52. 52 nha cả nhà ơi, 52. 65kg đổ lại mặt dừa, 52. 52, 65kg đổ lại mặt dừa. Chị nào lấy cái bộ đen nè, rất là đẹp luôn. 52, 65kg đổ lại mặt dừa, 52. 52 cho chị Phùng Thu, 52 cho chị Điệm Tèo. Đúng rồi, bữa nay bán lỗ tiền cơm, đúng luôn á chị Thanh ấy. Bữa nay bán lỗ tiền cơm luôn đó. Có xem mà hả? Ok chị, xem thì em lên tiếp. Ừ. Bỏ đó đó chị, bỏ đó 52 đó. Em nói vô đi, chị kỳ quá. Qua cho nó. Bộ này là bộ chính tóc nha các chị, bộ này là 57kg trở lại mặt dừa nè. 56, 57kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 53. Chốt em 53 nha, 53 bộ chính tóc, 57kg đổ lại mặt dừa, 53. 52 cho chị Hằng Vũ một bộ nữa. Chị dặn đi đơn rồi là đi rồi nha chị Nga Kim ơi, hoặc là chị bên em gọi điện rồi là cũng đi luôn rồi nha chị. Cho chị thêm một bộ áo không dập ly hả? Nó có cái mấy cái bộ hồi nãy em like rồi đó chị. Cho em cái bộ hồng nhí, cái bộ à, cái bộ đó cũng được chị, bộ đó nó mượn. Cái bộ đúng rồi, cái bộ đó. Đây, đây thêm một bộ không dập ly, bộ này đi chị, bộ này chị cũng đẹp nè. Bộ này 57, 58kg đổ lại mặt dừa. Lên với em bộ này mã số 54. Lấy bộ này cũng đẹp nữa nè chị, 55. 55 này 60kg đổ lại mặt dừa nè. 55 bộ chính tóc nha, 60kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 55. Có bị nhím hả? 56 là cái bộ dạ, này dây kéo ở phía sau nữa nè. 60kg đổ lại mặt dừa. 56. À, cái bộ đó giống bộ hồi nãy. 56, 56. Bộ này là 50kg. 50 hả? 50 cho chị Lê Ngời. 50 là bộ 50 hết rồi chị Lê Ngời ơi. 50 có một bộ một em chốt rồi. 55 cho chị Nguyễn Phương. Đây này 56 hả chị? Bộ 56 này chắc tầm khoảng 57, 58kg đổ lại rồi mấy chị. Cái bộ này 57, 58kg trở lại mặt dừa. 57. Chốt em bộ này 58 đi cả nhà. 58, 60. Ủa? 58, bộ này 58. 57 đó. 57 đó.
Ủa này 56 hả? 55. Vậy thì chị có nốt là 57 đó chị. Đây bộ em đang cầm đó. Với là 57 nè mấy chị, 60kg đổ lại mặt dừa nè, 57. Buồn số 57 60kg đổ lại mặt dừa nè, 57. Em còn được có mấy bộ à? Chắc là chế lấy đi. 57 60kg đổ lại mặt dừa 57, 59 báo nào. Lên với em bộ này là 59. 59 này tôi nói bỏ vậy luôn. 59 nha cả nhà ơi, 59 là 57 58 kg đổ lại mặt dừa nè. Em có màu hồng, màu cam với màu đỏ. Hồng, cam, đỏ, mã số 59 em có 3 màu, 57 58 kg đổ lại. Rồi em hết rồi. Hết cái phần mà không dập ly rồi đó chị. Rồi lên giúp em bộ này mã số 60. 60 là 65kg đổ lại mặt dừa. 60 là 65kg đổ lại mặt dừa. Em có 2 bộ. Lên giúp em bộ này là mã số 60. Chúng em bộ này mã số 60 cả nhà, 60. 65kg đổ lại mặt dừa. Chúng em mã số 60. Lên giúp em bộ này 61. 61 58kg đổ lại mặt dừa. 61 58kg đổ lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 61. 61 58kg đổ lại mặt dừa các chị. 61. Còn có mấy bộ nữa hết rồi mấy chị ơi. Rồi mấy trái là em ru nữa rồi. 60 cho chị Hằng Vũ. 60 là bộ chị đang ship á. Nó 62 cả nhà, 62. 62 là 62kg đổ lại mặt dừa luôn, quần chín tóc. Em có màu xanh lá, em có màu hồng, em có màu hồng sen và em có màu hồng cam. Em có 3 màu, 62kg đổ lại mặt dừa luôn bộ này. Quần chín tóc nha. 62kg đổ lại quần chín tóc. Lên với em mã số 62. 62 em có màu xanh lá, màu hồng sen và màu hồng cam. Em có 3 màu. Em có 3 màu. Còn mấy bộ đùi dập ly ở đằng kia đó, chị được lấy lại ra lên. Bộ em mặc là mã số 62, rất là đẹp nha cả nhà. 62kg đổ lại luôn. Em có 3 màu, màu xanh lá, màu hồng sen và màu hồng cam. Không, cái nó nằm ở góc ở trong, bộ đùi dập ly á, nó còn hai cọc ở phía trong á chị. Bảy mươi bảy ngàn một bộ chị. 62 xanh cho chị Nguyễn Phương một bộ. Rồi. Chị cho cái này nó qua một bên mình lên đùi. Dạ 62 đó chị. 62 xanh cho chế Nguyễn Phượng một, chị Nguyễn Phương một bộ nè, cho chế Hằng Vũ một bộ nè. Hồng cam cho chế Thanh Ngân Ngân một bộ. Nè. Bộ này mã số là 38 cả nhà. Cái này nó có sẵn rồi nên là lên giúp em luôn ha, 38. Bộ này lên giúp em mã số 38. Cũng 62kg đổ lại mặt dừa luôn. Lên với em bộ này mã số 38. Quần chín tóc luôn nha. Em có 38 vàng. Em có 38 vàng, 38 hồng và 38 xanh. Có 3 màu. Cũng 62kg đổ lại mặt dừa luôn, quần chín tóc. Lên với em bộ này là mã số 63. Ủa quên 38 hả lộn. 38 lên với em mã số 38. 62 hồng cam cho chị Hằng Vũ. 38 vàng cho chị Hằng Vũ luôn. Chị Hằng Vũ là hồi nãy là chị có xăm rồi, bây giờ chị lấy cái bill sao là lấy thêm cho chị cái bộ hồng cam nữa là đúng. Quần chín tóc nha chị ơi. Chị có lấy hồ khoan hay chốt cho chị Hằng Vũ chị. Quần chín tóc với quần dài thì nó cũng xê xích nhau có một tí xíu mà mấy chị nha. Mặc đồ ở nhà thì mấy chị mặc đồ chín tóc cho nó gọn. 38 xanh cho chị Lê Yến.
quần chín tấc là quần, ví dụ như quần dài là chị mặc nó tới mắt cá chân, còn quần chín tấc là chị mặc trên mắt cá chân tí xíu, chị nó ngắn hơn tí xíu. 38 vàng cho chị Hằng Vũ, em bấm đi rồi mà chốt đi chị, phải thấy ngay luôn, còn một mẫu mà. Còn bộ hồng cam của chị Hằng Vũ kìa, bộ hồng cam của chị Hằng Vũ để vô. Rồi ok đúng rồi đó. 38 xanh cho chị Lê Yến, ok chị Lê Yến. Rồi em còn được vàng xanh với hồng nha mấy chị ơi, còn được 3 màu. Rồi em lên đùi cho mấy chị nha. Đùi là 60.000 một bộ nha cả nhà. Chị coi lại mã 60, mã 60 là mã nào vậy chị? 60 như em hết rồi chị ơi. 60 hình như là hồi nãy có một bộ, 60 là bộ này nè. 65kg đổ lại mặt dừa, đây là mã 60. Em còn được bộ này chị Liên rồi. 60kg đổ lại mặt dừa nha chị. Ủa quên, 65kg đổ lại chứ, em lộn. Bộ này 65kg đổ lại mặt dừa. Bộ này là mã số 60. Rồi em lên đùi đùi cho mấy chị, đùi cũng là 60kg trở lại mặt dừa thôi nha. 60.000 một bộ. Cũng làm dập ly luôn. Bộ này lên giúp giùm em là mã 06. Đùi nha, 60.000. 06 là em có nhiều màu. 06 kèm xà kèm màu giúp em nè. Màu em đang mặc là màu da. Màu này là màu đen, màu này là màu hồng đậm. Màu hồng đậm nha. Rồi màu xanh biển, màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng, màu xanh ngọc, màu hồng cam. 60 chị Lê Ngời có lấy không chị Lê Ngời? Chị không lấy em sẽ chốt qua cho chị Nguyễn Thị Ngọc Tú. Rồi bộ em mặc đi các chị, 60.000 một bộ, bộ đùi 60kg trở lại mặt dừa luôn. Nhiều màu lắm. Em đang mặc là màu da, các chị lên giúp giùm em màu này ha. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng cam, màu đen, màu hồng đậm, màu vàng, màu đỏ, màu xanh biển, rất là đẹp luôn. Màu xanh ngọc, màu xanh lá. Rồi mã số 06 là em có bao nhiêu màu đó cho mấy chị đó. Quá đẹp luôn. 06 nha các chị ơi, 06 dạ đơn của chị Lê Yến dồn đơn ngày hôm qua rồi gửi luôn lên với em. Bộ này mã số 01. Mã số 51 là mã nào giờ không biết luôn rồi chị ơi. Rồi 51. 51 là 6, 57, 58 kg đổ lại mặt dừa nè. Cái này là quần dài nha, quần dài. Chị Lê Ngời không lấy, vậy em chốt qua cho chị Ngọc Tú. Chị Ngọc Tú mã số 60 nha. Chị Hải Đăng là 06 là lấy màu nào chị Hải Đăng ơi? Nè chị, mã 60 là lấy màu xanh nha. Nãy cái này em lên mã số 4. Chị Hải Đăng ơi, 06 là chị lấy màu nào ạ? À? Em đang mặc là 01 nha mấy chị. Đùi là 60.000 một bộ thôi. Đùi là bán lỗ luôn đó mấy chị. Đùi nhập vô 65, 67 thôi. Đùi nó cũng không có rẻ hơn là cái hàng dài nhiêu đâu. Bán 60.000 là bán lỗ. Đùi là không có lợi, người nhập ly. Bộ em mặc là mã số 01 nha. 01 em còn màu đen, em còn màu xanh với em còn màu nâu. 01 là em còn đen xanh nâu. Cái bình luận của bên em nó nhảy chậm hơn cái máy em đang like, không biết nó làm sao, cái keyboard bữa nay nó làm sao. Lên mã số giúp em nha cả nhà ơi. Chị Nguyễn Thúy Quyên mã đùi 06 lấy đen với xanh biển, ok chứ Nguyễn Thúy Quyên không có nha chị Thúy Kiều ơi. Dạ
Một nâu cho chị Thanh Nga Nguyễn. Đỏ với xanh. Đỏ với xanh bộ 06 á chị. Đỏ với xanh là mình lấy xanh nào vậy chị ơi? Em có xanh biển, xanh lá, xanh ngọc, lấy xanh nào? Chị Hải Đăng. 51 cho chị Thanh Hằng. Không có size 65kg nha chị Nhung Nguyễn ơi. Bộ này em có size 60kg đổ lại thôi. Một nâu cho chị Thanh Ngân Ngân là em hết một nâu này. Còn em còn bộ thôi chị. Một đen cho chế Thanh Nga Nguyễn luôn nè. Đen là em mặc lại hết đen nè. Hiện tại em còn nâu với em còn xanh cho mã số 1 luôn đó chị ơi. Rồi chị Khoa. Chị Hải Đăng chứ chị Hải Đăng lấy xanh nào? 6 là em có 6 biển. 6 ngọc, 6 lá, chị lấy 6 nào? 6 lá, 6 ngọc với 6 biển. Đang hỏi. Chị Đặng Lý cho chị một bộ dập ly màu hả? Nguyên bộ màu không hả chị? Hồi nãy có bộ màu xanh đen á, coi ở đâu rồi chứ luôn. Bộ đó là mã số nhiêu rồi chứ thì có bộ xanh đen không nguyên bộ màu luôn á chứ thì. Màu không à? Chốt rồi hả chị? Đâu có còn bộ nào nữa đâu đúng không chị? Màu không? Giờ nó còn áo màu quần bông không à chị ơi, được không? Chứ nguyên bộ màu không em không có. Nguyên bộ màu không hết là chị Đặng Lý. Chị Hải Đăng ơi, em lấy đại cho chị luôn nha. Một bộ màu đỏ với một bộ màu xanh biển nha chị ơi. Em hỏi hoài không thấy chị trả lời. Rồi chị tụi. Nè, có chị Hải Đăng. Mã số 2. Các chị lên giúp em mã số 2 nha. 60kg đổ lại mặt dừa luôn. 60.000 một bộ đùi. Rồi chị lấy xanh lá chị. Ok, xanh lá cho chị Hải Đăng. Chốt em mã số 2 đi các chị. Mã số 2 à, em có màu xanh ngọc với màu xanh lá. Hai em có hai ngọc và hai lá. Hai ngọc và hai lá nha các chị ơi, rất là đẹp luôn. 60kg đổ lại mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 2. Số 2 em có hai ngọc và hai lá, các chị đẹp chốt giúp em ạ. À. Rất là đẹp luôn các chị, có 60.000 hả chốt đi mấy chị. Đẹp quá thì đẹp. Rồi mã số 3. Mã số 3 còn được có hai bộ, cái bộ này em bán nhiều dữ lắm luôn nè mấy chị, cái kiểu này nó dễ thương lắm. Cái kiểu này nó rất là dễ thương và nó đẹp. Lên giúp em mã số 3, số 3 còn có hai bộ mà 60kg đổ lại mặt giường. Cho cô bộ 30. Bộ 30 là bộ nào cô ơi? À, bây giờ mà cô chốt bộ 30 là con bó tay luôn rồi. Khách người ta chốt mất tiêu rồi. Bây giờ cô chốt con không có chốt được cho cô nha. Số 2 em chốt cho chị xem trắng. Con không có nhận đơn của mình nha cô Đặng Lý ơi. Bây giờ còn áo màu quần bông thôi. Cô đồng ý thì cô con lấy cho cô. Chứ bây giờ còn không có không hết trơn cái mã số 30 rồi. Số 2 em chốt cho chị sen trắng, số 3 cho chị Thanh Nga Nguyễn. Số 3 em còn một bộ nữa cả nhà. Số 3 em đang mặc còn một bộ nữa. Hai lấy bộ em mặc luôn phải không? Dạ. Đây số 2. Ừ, nó có không? Lên giúp em bộ này nha. Số 3 cho chị sen trắng, số 2 cho chị Hương Lê. Số 2 chị Hương Lê lấy màu nào chứ Hương Lê? Em còn màu lá với màu màu ngọc chứ lấy màu nào? Số 2. Đó, ghi 02 đó. Cái số 2, cái số 3. Không, cái đó số 3 ngoài, ngoài. Ừ, đúng rồi. Cái số cũ. Số 3 cho chị sen trắng một bộ, chị Thanh Nga Nguyễn một bộ. Số 3 em hết chị Yến Lê ơi. Chị Hương Lê ơi, số 2 là em còn màu xanh ngọc với màu xanh lá chứ lấy màu nào? Mình số 4 luôn mình. Lên với em số 4 luôn cả nhà ơi. Số 4 là em có màu xanh. Số 4 là em có màu xanh nhạt nè. Đùi 60.000 một bộ chị ơi.
Số 4 là em còn màu xanh nhạt với em còn màu cam. Màu vàng, vàng cam đó mấy chị. Rồi chị Hương Lê lấy hai xanh lá. Xanh lá hay dưới đây. À là hai bộ xanh lá. Không, ok. Rồi xanh lá ha, mã số 2 xanh lá cho chị Hương Lê. Em bấm hình đều. Caro quần dài là cái lô nãy em có like rồi đó chị. Caro quần dài là hồi nãy nhiều lắm. Alo, nhà chị nghe ạ. Thu nhiêu tiền? 239. Rồi chờ tí xíu. Chứ đẹp chứ đẹp lấy đồ rồi. Tiền em để trong cái túi. Thôi chị Hương lấy giùm em đi chứ Hương. Chị đẹp lấy đồ. Rồi chốt giúp em bộ em đang mặc đi các chị. Lên giúp em bộ em đang mặc là mã số 4. Số 4 là em có màu xanh nhạt nha. Và em có màu cam. Rất là đẹp luôn. Quần đùi 60.000 bộ. 60.000. Lên giúp em mã số 4. Rồi ơi mã số 5 nó đẹp mấy chị ơi. Mã số 5 60kg đổ lại mặc vừa luôn. Mã số 5 em có 2 bộ. Màu hồng đậm. Caro nè quá trời đẹp. Cái kiểu cũng đẹp nữa. Chốt mã số 5 liền cả nhà ơi, mã số 5 đẹp quá, mã số 5 có 2 bộ à. Số 5 em có 2 bộ thôi nha cả nhà ơi. Rồi lên giúp em mã số 7 nè. Số 7 cả nhà, số 7 62kg đổ lại mặt dừa. Chốt em mã số 7 62kg đổ lại mặt dừa, mã số 7. Mã số 7, mã số 7. Ủa cái gì vậy? Cái số 8. Nó gói có cái đúng rồi, nó mềm mềm, nó gói cái số. Số 5 cho chị Sen trắng một bộ, cho chế Thanh Nga Nguyễn một bộ. Là em hết số 5. Số 4 xanh nhạt cho chế Lê Ngời. Số 4 xanh nhạt 60k cho chế Lê Ngời. Mã số 7 em chốt cho chế Hương Lê. 7 nào? 7 em mặc hả? Còn màu này không? Đây 7 này cho chế Hương Lê nha. 7 em có màu xanh nhạt với màu xanh lá luôn. Chế Hương Lê lấy cho chế màu xanh nhạt nha. Nãy cái xanh lá kia chế có rồi. 7 em còn một bộ màu xanh lá nữa nha. 7 em còn một bộ màu xanh lá nha. Rồi lên giúp em mã số 8 rồi. Ôi nó đẹp chị ơi. Em có màu xanh biển với màu vàng. Hai cái màu này màu nào các chị mặc lên cũng trắng da hết trơn. Rất là dễ thương luôn. Giúp em mã số 8. Số 8 em có màu xanh nhạt và em có màu ở quanh em có màu xanh biển với em có màu vàng. Nó còn bộ đùi. Ở trên diễn cho thấy học trên luôn á. Ừ. Hôm qua. Cái này giống mã hồng hồi nãy. Dạ. Lên mã lên với em mã số 8 thì mã số 8 là cái chị chốt rồi, cái chị ơi đẹp lắm. Hai cái màu này rất là đẹp. Mặc rất là trắng da ha. Em còn 8 xanh biển với là 8 vàng. Lên giúp em bộ này mã số 9. Mã số 9 là bộ bi cam là 60kg đổ lại mặt dừa cho em mã số 9. Đùi em còn có mấy bộ à. Các chị đẹp nhà em chốt thì đẹp lắm. Ok, em lấy chị Hương Lê màu xanh nhạt rồi đó. Cho em mã số 10. Số 10 có 1 bộ 1 hả? Số 10. Ủa? Số 9 chứ lộn số 9. Có lỗi đi chị. Mệt đi. Số 8 màu xanh biển cho chị Nguyễn Thúy Quyên. Còn bộ màu vàng chị đẹp nào lấy đi các chị. Màu vàng mặt trắng lắm. Lên với em mã số 9 đi. Mã số 9 60kg đổ lại mặt dừa. Cho em mã số 9. Rồi mã số 10. Quá đẹp luôn. Mã số 10 55kg đổ lên 60kg đổ về. Lên với em mã số 10. Chốt em mã số 10 cái chị, mã số 10. Rồi mã số 11 là em hết đùi. Mã số 11 nó giống như cái bộ hồi nãy mã số mấy nè mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Mã số 5 thì... Lên giúp em bộ này là mã số 11. Là em hết đùi nha các chị ơi. 11 60kg đổ lại mặt dừa luôn. 11 11
11, 9 cam cho chị Thanh Nga Nguyễn. 10, em chốt cho chị Sen Trắng. 11 cho chế Hương Lê. Rồi là em hết. 11 này. Cái bộ này đẹp nè, mấy chị lấy bộ này đi. Bộ màu này em còn được hai màu nè, mã số 1 nè mấy chị. Mã số 1 em còn được màu nâu với em còn được màu xanh nè. Nâu với xanh nè mấy chị, mã số 10, mã số 1 nè, chị nào nãy chưa chốt được mã số 1, 60kg đổ lại mặt đường. Mã số 1. Kiểu này đẹp nè mấy chị. Ngọc trai nó có làm kiểu mà cái màu nó cũng đẹp nữa. Em còn được màu nâu với em còn được màu xanh nè, hai cái màu này đẹp lắm. Rồi chú em mã số 1. Chú em mã số 1. Số 1 còn được hai bộ nâu với lại là một bộ xanh. Chú em mã số 1. Mã số 6 là em còn nhiều màu luôn. Mã số 6 là em còn được nhiều màu cho cái chị đẹp nhà em luôn. Mã số 8 lấy quàng cho chị luôn. Ok chứ Nguyễn Thúy Quyên. Số 8 cho chị Nguyễn Thúy Quyên luôn nè. Đúng rồi, cái bộ đó mặt trắng da lắm đó chị. Rồi hết rồi đó cả nhà. Với còn lại mã số 2 nữa hả? Này là mã số 4. Mã số 4. Bộ em mặc là mã số 4. Rồi đó là em hết rồi đó. Với lại còn được bộ mã số 7 ở đây nè. Mã số 7 còn được màu xanh lá. Rồi em hết rồi cả nhà. 60.000 một bộ. Em có cái đùi không dập ly nè mấy chị, em sale cho mấy chị 60.000. Tại đùi em còn được có mấy bộ. Đùi này không có dập ly ha. Nó có dây kéo chứ nó không có dập ly, nó giống như cái set bộ vậy. Có mấy bộ à? Có mấy bộ, 20 bộ à mấy chị. 60.000. Tầm khoảng 57kg đổ lại cái chị đẹp nha em mặc ok. Mã số 29. Dây kéo giọt mưa ở phía sau giúp em giùm em. Đùi nha mấy chị xếp đùi nha. Là với em bộ này là 29. 29 em có màu xanh, em có màu vàng. Tầm khoảng 57kg đổ lại đi mấy chị. Xếp đùi mặt gấp là dễ thương, cái này thì không có dập ly nha. Tầm khoảng 52kg đổ lên, 57-58kg đổ về là đẹp. 60.000, lên giúp em bộ này là mã số 29. Đẹp lắm mấy chị. Mặt xếp đùi ha, xếp đùi rất là thấy cưng luôn. Tầm khoảng 52kg đổ lên, 57-58kg đổ về. Em có 29 xanh, 60.000 luôn nha mấy chị. 29 cam, 29 đỏ, 29 hồng, 29 vàng. Và em có 29 trắng. Nền đen lên cái bông nhí trắng trắng nè. 29 chị Nguyễn Thúy Quyên. Lấy cái nào vậy chị Nguyễn Thúy Quyên em? 29 xanh lá cho chị Nguyễn Thúy Quyên. Và bộ em mặc. Chế sen trắng lấy màu nào, chế sen trắng. Cái bộ này đẹp lắm luôn nè mấy chị. Em có 29 nha, 29 trắng, 29 vàng. 52kg đến 57-58kg là mặt đẹp. Dây kéo ở phía sau 60.000 bộ luôn, xếp đùi. Chớ em bộ này là mã hồng, đỏ, cam. 29 đỏ em chốt cho chế sen trắng. Rồi em mặc là xanh lá. Xanh lá em còn bộ 29 của chị Nguyễn Thúy Quyên là đổi đen. Xả xanh lá đi chứ. Em hết 29 trắng rồi, chế Thanh Nga có một bộ một hả? Bộ gấm em còn nha chị Thảo My. Gấm em còn được size 3 là em còn được màu đen không, mà size 4 thì còn được bộ màu hồng, size 5 thì còn được đen, đỏ với ghiêu. Rồi 29 nha, 29 hiện tại bây giờ là còn được xanh lá. Màu cam cũng đẹp nữa nè, cam vàng hồng nè mấy chị. Cái bộ này mặt trắng lắm. Mấy chị lấy bộ màu vàng đi. Mặt đùi là mặt vàng cho nó dạ, cái đùi lên cho nó trắng. Trắng vàng. Chúng em bộ này mã số 30. 30 rất là dễ thương luôn.
30 này là cho các chị đẹp nhà em là 55kg đổ lên ha. Và 60kg đổ về. Nó tầm khoảng 54-55kg đổ lên và 60kg đổ về là các chị mặc vừa. Bộ này là form nó sẽ to hơn tí xíu nè. Tại vì các chị mặc á, chị kéo lên, cái gì kéo lên là phải ôm vô trong người nó mới bộ, nó mới đẹp. 60.000 một bộ. 55kg đổ lên, 60kg đổ về lên giúp em là mã số 30 cả nhà, 30. Số 3 em còn màu đen không mà chị, không có còn màu nào khác hết á. Lên giúp em bộ này nha các chị. 30 em còn được màu xanh biển, em còn được màu cam, em còn được màu đen, em còn được màu hồng, em còn được màu vàng, em còn được màu cam đất, em còn được màu xanh ngọc và em còn được màu đỏ. Ủa màu xanh bơ chứ. Mã 30 là em còn màu xanh bơ. Cái họa tiết này đẹp quá mấy chị ơi, màu xanh bơ nha cả nhà. Màu cam. Màu cam đất á. Rồi màu vàng. Màu hồng, hồng này là cũng hồng đậm nha. Màu đen. Màu này là màu hồng cam đi mấy chị, màu hồng cam. Rồi với màu đỏ nha, màu đỏ. Màu bơ cũng đẹp nữa nè mấy chị, màu bơ cũng rất là đẹp. 30 đen cho cô báo ngô. 60.000 một cái set đùi, em đang cầm là màu xanh biển nha các chị. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 31. Trời ơi nó dễ thương quá mấy chị ơi. Cái này là 53kg đổ lên và 58kg đổ về. 53kg đổ lên và 50, cái này là 58kg gì vậy? 60kg chứ lại. Để em đo cho 60kg mặt vừa, rất là đẹp luôn. Kiểu này dễ thương quá. Giải nó mềm. Mềm như này. Rồi 55-60kg. Dạ. Đùi người ta để ghế không biết nãy giờ hai người đó ra. Cái bộ này 55kg đổ lên, 60kg đổ về nè cả nhà, rất là đẹp luôn. Dây kéo giọng mưa phía sau giúp em luôn nha, cái kiểu dễ thương lắm luôn á. Lên với em bộ này mã số 31. 31 em có màu hồng, màu đỏ với lại là màu xanh, có 3 màu à, 60.000 bộ. Có 3 màu, lên với em mã số 31. 32 cả nhà. Trời ơi dễ thương quá. 32 nha các chị, 32. 32 60kg đổ lại. 32 em có màu nâu. Em có màu đỏ, hai màu. Đẹp lắm luôn. Trả lại luôn đi chị. Đẹp quá mấy chị ơi, cái kiểu đẹp quá. 60kg đổ lại mặt dừa luôn. 32 em có nâu với em có đen. Ủa nâu với đỏ. Hết hả chị? Còn 31 đỏ cho chị Nguyễn Thúy Quyên. 31 chị lấy màu gì vậy chị Hương Lê ơi? 31 hồng em chốt cho chế Hương Lê nè. 32 nâu cho cô Báo Ngô. 33 em có một bộ. 55-60kg luôn, lên giúp em bộ này mã số 33. 33, 55-60kg, bộ bi đen rất là đẹp luôn. 55-60kg lên giúp em bộ này là mã số 33, 60.000 một bộ cả nhà. 33. Bộ này 55-60-61kg đổ lại mặt vừa, rất là dễ thương. 33 em chốt cho chế sen trắng. 34 là cái bộ này là chất linen các chị. Chất linen rất là đẹp luôn nha. Bộ này là 55kg đổ lại thôi. Dạ không có size 75kg chị. Bộ này 55kg đổ lại thôi các chị. Cái màu này mặc rất là trắng luôn nè. Chất linen giúp em 60.000 luôn, 55kg đổ lại mặc vừa. Lên giúp em bộ này mã số 34.
34 em có hai màu, em có một cái màu hồng cam. Hồng màu màu này là kêu bằng màu gì, màu hồng cam đi mấy chị, bộ này mặc trắng da lắm nè mấy chị. 34 cho chị Nắng Mai hai bộ luôn nha chị Nắng Mai ơi. Em có hai bộ hai màu cho lấy luôn nha. Có 60.000 nha. Em lấy luôn cho chị nha, đẹp lắm á. Chất lên nè. Rồi cái này em cũng có hai bộ luôn, một cái màu đỏ cam với một cái màu xanh lá, 55kg đổ lại mặt vừa luôn, dây kéo ở phía sau. Có bộ màu đen mà quá đẹp luôn. Em có hai bộ, một bộ màu xanh lá với một bộ màu cà đỏ cam á, giống như màu cam gạch vậy đó, màu gạch cua á mấy chị. Màu này ngoài nó như màu gạch cua. 34 hai bộ em hãy qua đó. Lấy hết hai bộ. Không có size 65kg chị. 55kg đổ lại mặt vừa nè cả nhà, rất là đẹp luôn. Cái kiểu này dễ thương lắm luôn á. Vậy kéo qua phía sau giúp em luôn nha. 55kg đổ lại mặt vừa, 35 đỏ. 35 đỏ cho chị Nắng Mai luôn. Kiểu đẹp quá. Em còn 35 xanh lá nha. Em còn 35 xanh lá. Năm mươi lăm ký đổ lại, 55-56 ký đổ lại. Ok chứ Nắng Mai, chứ Nắng Mai cứ lấy đi. Em còn một bộ xanh lá, chứ nào chốt giúp em luôn đi. Chất lai nành nha mấy chị, rất là đẹp. 60.000. Bộ này đi ra ngoài mua cả trăm mấy một bộ mấy chị. 35 đỏ hết rồi chị Thanh Ngo, Nga Nguyễn ơi, em còn 35 xanh lá được không chị? 35 xanh lá em chốt cho chế Thanh Nga Nguyễn rồi là em hết 35. Rồi 36. 36. 36 là 60kg. Bộ này là cho em coi coi. Bộ này tầm khoảng 55kg đổ lên ha, 60 tầm khoảng 60kg đổ về. Bộ này 60kg, 55kg đổ lên, 60kg đổ về. Mã số 36. 36 là em có màu này, cái chị lên giúp giùm em là màu hồng cam. Màu này là màu hồng đậm. Lỗi. Đây có bộ lỗi. Thấy gì đó. Chắc lỗi sẵn ở trên kia chị. Ừ. 36 nha cả nhà ơi, 36 em còn màu hồng cam, em còn màu hồng đậm, em còn màu xanh bơ, em còn màu đen, em còn màu vàng chứ em còn được màu cam đất. Em còn được màu cam đất cả nhà, rất là đẹp luôn. Dạ, yeah, màu đẹp. Mấy cái họa tiết ở ngoài nhìn đẹp lắm mấy chị. Ở trên live nhìn không có đẹp mà ở ngoài nhìn đẹp lắm. Đấy, bộ này là bộ này cho mình thấy rõ nè. Màu ở ngoài nhìn xuất sắc luôn á. Nhìn họa tiết rõ hơn bộ này nha. 36 giúp em nha, 36. À. 55kg đến 55kg đổ lên, 60kg đổ về. Dạ ok chứ Nắng Mai. Em cảm ơn chứ Nắng Mai nhiều. Dạ dạ ok chị, em đi đơn không đồng. Rồi lên giúp em này nha, cái chị đẹp nhà em rất là đẹp luôn. 55kg đổ lên, 60kg đổ về. Đẹp lắm mấy chị. Dây kéo qua phía sau giùm em ha. Cái chị mặc ôm vô người chứ. Mặc cái set đùi này thấy cưng lắm nè. Người uống cà phê rồi trời ơi thấy cưng lắm. Rồi em hết rồi đó, cái chị đùi là em hết rồi đó. Rồi bây giờ là offline ở đây ha, các chị đẹp nhà em. Đơn của chị Nắng Mai là chưa có đi ha chị, hình như là chưa đi đúng không? Chưa, đơn của chị chưa đi, để em dồn vô hết rồi em đi đơn cho chị. Rồi, đi lỗi luôn. Đơn này chiều mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho các chị luôn nha. Các chị có đơn để ý điện thoại giúp giùm em nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye các chị.